thần y trở lại, Ngô Bình. chương 151 anh là ai cũng không liên quan đến tôi. Ông già nhận được tiền thì gật đầu, sau đó lại tiếp tục hút thuốc, bán hàng. Cất đống tiền pháp đi nà Ngô Bình vô cùng kích động. Có được hai sâu tiền pháp ngũ đế lớn này thì anh có thể dễ dàng phá giải sát trận ở Vịnh Bạch Long. Anh không biểu hiện gì mà tiếp tục đi dạo, đến khi hết đường anh lại rẽ sang dạo một đường khác. Khi đến vị trí chính giữa, anh lại dừng lại. Anh thấy trên một cái bàn cũ nát có phủ một tờ giấy trắng. Trên giấy trắng có ba lạng thuốc khô cong, màu hệt như màu huyết lợn, hình dáng giống Linh Chi nhưng đầu rất nhỏ, có cảm giác rất kỳ lạ. Anh mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật thì phát hiện những cây thuốc này tỏa ra ánh đỏ nhạt nhạt. Tim anh không khỏi nảy lên, liền cầm lên quan sát tỉ mỉ, rồi lại ngửi thử. Huyết chi, tim anh đập như điên, loại thuốc này vô cùng quý hiếm, hiệu quả vô cùng cao sao lại xuất hiện ở đây chứ anh cố ý hỏi ông chủ đây là linh chi à ông chủ là một người đàn ông trung niên mặc áo rắc kít màu đen mặt đầy nếp nhăn ông ta nói đây là bảo bối gia truyền của nhà tôi tổ tiên tôi là thần y từng chữa bệnh cho hoàng đế nếu như người khác nghe vậy chắc chắn sẽ nghĩ người đàn ông nói khoác nhưng ngô bình thì không bởi nếu tổ tiên ông ta không phải thần y thì sao có thể có loại huyết chi này được nhưng anh vẫn nói rằng, ông chủ, tôi thấy đây chỉ là linh chi bình thường, chỉ là vẻ bên ngoài khá được thôi. Ông bán bao nhiêu? Người đàn ông suy nghĩ rồi nói, một cây 10.000 tệ, lấy cả thì tôi tính cho cậu 30.000 tệ. Ngô Bình nhíu mày, dù là linh chi mọc giải cũng đâu có đắt thế này. Người đàn ông lại rất kiên trì, không đổi giá. Ngô Bình lắc đầu, được, tôi mua anh dùng điện thoại chuyển khoản 30.000 tệ rồi bảo người đàn ông gói huyết chi lại. Anh cầm thuốc đang định đi thì một người đàn ông chạy tới, chừng mắt nhìn chủ sạp, linh chi của ông đâu. Chủ sạp chỉ ngô bình, vừa nãy tôi nói 20.000 tệ anh đã chê đắt, giờ anh tới muộn rồi, cậu ta trả 30.000 tệ nên tôi bán cho cậu ta rồi. Người đàn ông nhíu mày, nhìn ngô bình một lượt rồi nói, anh bạn à, cậu có thể nhường linh chi cho tôi không? audio điện tử võ tấn bền Ngô Bình thấy rất kỳ lạ, chẳng lẽ người này cũng biết huyết chi sao? Anh lắc đầu ngay, xin lỗi, tôi không bán. Người đàn ông ho khù khụ, nói tôi là người bản địa, tôi muốn lấy linh chi này đi cứu người, xin cậu hãy hiểu cho. Ngô Bình cười lạnh, người bản địa à, người này đang uy hiếp anh sao? Anh lạnh nhạt nói, tôi đã nói rồi, không bán. Sắc mặt người đàn ông liền tối sầm, tên nhóc kia cậu có biết tôi là ai không? Ngô Bình nói, anh là ai cũng không liên quan đến tôi. Cút đi. Người đàn ông kia thấy nhóm Ngô Bình đông thì hừ lạnh, cậu đợi đấy, nói rồi vội vàng đi mất. Một tiếng còn lại, Ngô Bình đã đi dạo khắp chợ đen. Anh phát hiện tất cả những tranh vẽ hay chữ viết ở đây đều là giả, những cây thuốc được bán cũng đa số là hàng giả. Cuối cùng khi chuẩn bị ra về, anh mới dừng chân trước một sạp hàng bán kiếm đồng. Trên bàn có bảy mươi mấy thanh kiếm đồng rỉ sét loang lổ. Chương 152 mấy trò võ mèo cào này mà còn dám cướp giật. Trong đó có một thanh kiếm còn được bảo quản khá tốt, trên thân kiếm có một đường vân rồng rõ ràng, phần chuôi kiếm được khắc từ một viên ngọc đen. Thấy thanh kiếm này, Ngô Bình liền cảm thấy nó rất đặc biệt. Sau khi mở mắt nhìn thấu vạn vật ra, anh liền nhìn thấy kiếm khí không ngừng tuôn ra từ thanh kiếm này, nó dài tầm nửa mét, hình dáng như một luồng điện. Đây là kiếm gì vậy? Nó có nguồn năng lượng thật mạnh mẽ, anh vô cùng kinh ngạc. Nhưng ít nhất anh cũng biết kiếm này rất tuyệt, liền hỏi: "Ông chủ, kiếm này giá bao nhiêu?" Ông chủ là một người đàn ông trung niên béo phì, ông ta cười nói: "Cậu bạn biết nhìn hàng đấy, đây là danh kiếm thời chiến quốc, được đại sư đúc kiếm làm nên. Nếu tôi không thiếu tiền thì cũng không bán nó đâu." Ngô Bình chẳng hề tin, anh nói: "Bao nhiêu?" "Cậu đưa tôi 100.000 tệ đi." ông ta chớp mắt, nói. Ngô Bình nhíu này, đắt quá, 30.000 tệ thì tôi lấy. Người đàn ông vội kêu lên, trời ạ, à, tôi nói 100.000 tệ mà cậu mặc cả còn 30.000 tệ, ở đâu ra cái lý như vậy? Thế này nhé, chúng ta nhượng bộ một chút đi, 80.000 tệ. 40.000 tệ, không thêm nữa đâu, Ngô Bình nói. Chủ sạp cười khổ, 40.000 thực sự không bán được, 70.000 đi. Đây là giá thấp nhất rồi, không thể giảm nữa đâu. Hai người bày đặt trả giá suốt một hồi lâu, sau đó chốt giá 55.000 tệ. Cầm mấy thanh kiếm đồng, Ngô Bình quyết định rời khỏi chợ đen. Họ vừa mới đi ra khỏi cổng công xưởng thì phát hiện có 5 người đứng bên cạnh, trong đó có người đàn ông trước đó muốn mua huyết chi của Ngô Bình. Hai bên vừa thấy nhau thì 5 người kia đã vây họ lại. Người đàn ông cười lạnh, nói: "Tên nhóc kia, mau giao linh chi ra đây thì tôi sẽ cho cậu đi." nếu không thì hôm nay các người không rời khỏi đây được đâu. Cướp trắng trợn thế à, Ngô Bình nhướng mày. Người đó hử lạnh, cậu có thể hiểu như vậy. Nhanh lên, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Bốp! Ngô Bình liền vung một cái tát khiến người đó bay ra mấy mét, sau khi rơi xuống đất liền bất tỉnh. Người đó chỉ có tu vi cảnh giới lực nên không thể nào chịu được một cú tát như vậy. Bốn người còn lại đều kinh hãi, sau một thoáng kinh ngạc liền lao tới lần này ngô bình còn chưa ra tay thì cương tử đã nhảy ra tung một quyền khiến bốn người đều ngã xuống ngô bình lắc đầu mấy trò võ mèo cào này mà còn dám cướp giật ngu xuẩn anh không quan tâm đến năm người đã đo đất nữa mấy người ngồi lên xe rồi quay về khách sạn trên xe đường tử di cuối cùng cũng hỏi anh em thấy lúc anh mua được mấy đồng tiền anh rất vui vẻ mấy thứ đó rất đáng giá sao ngô bình nói đúng vậy chúng rất quý hiếm có thể dùng để bày trận. Nói rồi anh bảo đường tử di lấy ra một cái vòng tay bện dây đỏ. Sau đó anh lại lấy ra mấy đồng tiền pháp ngũ đế ra xuyên vào, nói, sau này cô hãy đeo nó bên người, có thể xua đuổi tà ma, tránh tai ương, vạn tà không thể xâm nhập. Đường tử di mỉm cười, sau đó đeo vòng tay vào. Trên đó có 5 đồng tiền kiểu dáng khác hẳn nhau, nhưng cô ấy không hề bận tâm. Ngô Bình lấy ra thanh kiếm đó quan sát. Khi lòng bàn tay tiếp xúc với kiếm, anh có thể cảm nhận được trong thanh kiếm này dường như ẩn chứa một năng lượng khổng lồ như nguồn điện, nhưng anh không thể nào sử dụng sức mạnh đó được. Chương 153, cậu là thuộc hạ của Tiết Thái Hổ. Hiển nhiên đây là một thanh pháp khí, ít nhất anh phải luyện đến cảnh giới thần thì mới có thể phát huy được uy lực của nó. Anh đưa kiếm cho Hồng Lăng, nói: "Hồng Lăng, em tạm thời bảo quản thanh kiếm này nhé." Hồng Lăng nhận lấy thanh kiếm nhìn thử rồi nói kiếm tốt. Hình như nó khác với kiếm của em. Đoàn người về khách sạn nghỉ ngơi. Ngô Bình ngồi xuống luyện khí, cố gắng khơi thông linh mạch cấp 2. Đến hơn 1 giờ sáng, anh lại đi ra công viên cạnh khách sạn, bắt đầu luyện ngũ long thánh quyền. Ngũ long thánh quyền của anh sắp đạt đến tiểu thành, anh quyết định hôm nay sẽ dồn sức để tu luyện nó. Nếu thế thì mới có thể phát huy được uy lực của ngũ long thánh quyền. Anh luyện trong công viên được hai tiếng thì đột nhiên cảm thấy sức mạnh trong hai chân vô cùng thông thoáng, trở nên vô cùng linh hoạt, tứ chi chỉ đâu đánh đó tựa như bốn con rồng nhỏ. Việc này khiến anh cảm thấy rất vui, không khỏi cất tiếng ngâm dài. Tiếng ngâm trong vắt truyền xa mấy chục cây số, khiến vô số chim muông náo loạn. Khi trời dần hửng sáng, anh quay về khách sạn tắm rửa thay đồ, sau đó cùng đi xuống nhà ăn ăn sáng với mọi người. Còn chưa ăn xong mà một người đàn ông đã đi đến cúi người với Ngô Bình, "Cậu Ngô, tôi là người được ông tiết đưa tới để phục vụ riêng cho cậu." Vừa nãy có mấy người ở dưới tầng đến, nói là muốn tìm cậu Ngô. Trông họ có vẻ như không có ý tốt. Ngô Bình rất bất ngờ, đến tìm anh ư, sẽ là ai nhỉ? Anh cũng nghĩ một lát rồi nói, "Bảo họ vào đây." Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trung niên đã bước vào theo sau ông ta chính là mấy người định cướp huyết chi của anh vào tối qua. Người đàn ông nọ chẳng dính một chút bụi trên áo quần, có thể nhìn ra đây là cao thủ cảnh giới khí. Thanh niên hôm qua vừa chỉ vào ngô bình vừa hô lên, sư phụ, chính là tên này. Người đàn ông trung niên quan sát ngô bình một lúc rồi nói, cậu bạn à, ngày hôm qua cậu đã làm đồ đệ của tôi bị thương. Ý ông là mấy tên vô dụng này ấy hả, ngô bình nhướng mày, đúng là tôi đã dạy dỗ bọn họ, có điều là do họ muốn giành dược liệu của tôi trước. Tôi không phế bỏ tu vi của họ đã là nể mặt lắm rồi. Người đàn ông trung niên nheo mắt, ở biên nam, không một ai dám động vào người của thiết y thất sát Lý Huyền đầu này. Thiết y thất sát, Ngô Bình nói, khẩu khí đúng là lớn phết, sáng nay chưa đánh răng hà. Thuộc hạ của Tiết Thái Hổ cao giọng, anh Ngô đây là khách của của ông Tiết nhà chúng tôi. Lý thất sát, chúng tôi đã từng nghe qua tên ông chắc hẳn ông cũng nghe danh ông tiết rồi nhỉ người đàn ông trung niên ngạc nhiên cậu là thuộc hạ của tiết thái hổ người kia đáp đúng vậy người đàn ông trung niên nọ trao mày dù là khách của tiết thái hổ thì cũng không được làm đồ đệ của tôi bị thương ngô bình rất bực mình lạnh lùng bảo đừng hống hách quá ông cũng chỉ ỉ vào võ công của mình thôi mà đừng phí lời nữa chúng ta đấu với nhau một trận đi tôi thua thì tùy ông xử trí còn nếu ông thua thì tôi sẽ cho ông hai lựa chọn, một là chặt đứt hai tay ông, hai là khấu đầu với tôi rồi bồi thường cho tôi 100 triệu. Thiết y thất sát Lý Huyền đầu trợn trừng mắt, danh con ngông cuồng, còn dám bảo tôi khấu đầu. Ha ha, tiếc là cậu chọn sai người rồi. mươi 154 ngã xuống. Ngô Bình đứng dậy, nói vậy là ông chấp nhận ván cược mà tôi đề xuất rồi nhỉ. Tốt lắm, chúng ta chọn nơi nào rộng rãi để ra tay đi, ở đây không tiện anh vừa luyện thành công ngũ long thánh quyền chưa tìm được ai để tập luyện tên lý huyền đầu này đã tìm đến tận cửa thì còn gì bằng nữa hai người lần lượt đi đến một sàn đài thi đấu gần đó sàn thi đấu này do đồ đệ của lý huyền đầu mở ông ta có rất nhiều đệ tử tai mắt cũng không ít nên mới có thể tìm ra khách sạn mà ngô bình đang ở trong thời gian ngắn như vậy sàn đài thi đấu có đủ không gian lý huyền đầu vừa đến đệ tử của ông ta đã bưng trà ra và đưa bằng hai tay. Lý Huyền đổ uống một hớp rồi chừng mắt nói với Ngô Bình, ra tay đi. Nếu cậu thua thì tôi cũng không làm khó cậu, cậu giao huyết chi ra rồi tự chặt đứt một tay của mình là được. Ngô Bình đáp, tôi bảo rồi, nếu tôi thua thì tùy ông xử lý. Được thôi, ra đòn đi, Lý Huyền đầu cực kỳ có lòng tin với bản thân. Thứ mà ông ta luyện là thiết y thất sát công bộ võ công này luyện ra một loại chân khí thất sát có uy lực cực mạnh. Sau khi luyện khí thành sức mạnh, loại chân khí thất sát này có thể ngưng tụ thành sức mạnh thất sát trên bề mặt cơ thể, như đang mặc một lớp áo sắt vậy, không đao súng nào xuyên qua được. Nhờ tuyệt kỹ này, Lý Huyền Đầu đã đánh bại vô số cao thủ và không hề có đối thủ. Đệ tử của ông ta nhiều vô kể, trong đó có cả con nhà giàu và người làm trong chính phủ, vậy nên thế lực cũng mạnh vô cùng. Có thể nói, ở mảnh đất biên Nam này, ngay cả Tiết Thái Hổ cũng phải nhún nhường ông ta ba phần. Lý Huyền đầu vẫn đứng im tại chỗ, trên người có một lớp sức mạnh thất sát. Có áo giáp sắt hộ thân, ông ta có thể đứng nguyên ở đấy, mặc cho Ngô Bình tùy ý đánh. Ngô Bình cười khẩy, ông tưởng luyện khí thành sức mạnh rồi thì có thể vô địch thiên hạ sao. Anh trượt một bước ra, thực hiện du long bộ trong ngũ long thánh quyền, thoát cái đã đến bên hông Lý Huyền Đầu. Nhìn bề ngoài, luyện khí thành sức mạnh có uy lực rất mạnh không đao súng nào xuyên qua được nhưng thực chất nó cũng có điểm yếu chỉ cần đánh vào điểm yếu này đối phương sẽ bị thương nặng thế là anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật quan sát đường vận chân khí trong cơ thể lý huyền đầu chỉ cần nhìn một cái thôi đã dễ dàng tìm ra điểm yếu ở đâu điểm yếu của lý huyền đầu nằm ở đốt thứ ba của xương sống thắt lưng sức mạnh ở nơi đó cực kỳ yếu không chịu nổi một cú đánh chỉ cần đánh chúng vào đó sức mạnh toàn thân ông ta sẽ tiêu tan thấy ngô bình đến gần lý huyền đổ bèn vung nắm đấm tới ngô bình lướt chân một cái đã vòng ra sau lưng ông ta và thi triển niêm hoa chỉ cả năm ngón tay đều đánh vào xương sống của đối phương khuôn mặt tràn đầy tự tin của lý huyền đổ đột nhiên trắng bệch hơi thở lập tức trở nên hỗn loạn lớp áo giáp sắt cũng biến mất cùng lúc đó ông ta thấy cổ họng mình ngòn ngọt, ngọt rồi phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống Ngô Bình thừa dịp này vung nắm đấm vào lưng Lý Huyền Đầu. Ông ta bổ nhào về phía trước, đã thoát được phần nào lực đấm, nhưng vẫn phải chịu đòn tấn công cực mạnh này. Ông ta tê dại ngã xuống đất, cả người không động đậy được, một vũng nước vàng chảy ra bên dưới cơ thể. chương 155 thứ không biết sống chết, tôi sẽ lấy đầu nó. Cú đấm này của Ngô Bình có tên là Ngũ Long Thôn Nhật, sở hữu uy lực rất lớn, chỉ cần một cú đã đấm gãy xương sống thắt lưng của Lý Huyền Đầu. Cậu, ông ta run rẩy, mặt tái nhợt, vẫn hận chừng mắt nhìn Ngô Bình. Ngô Bình lạnh lùng nói, nếu năng lực của tôi kém hơn ông thì kẻ nằm xuống sẽ là tôi. Vậy nên đừng oán hận, tất cả đều do ông tự chúc vả vào thân. Anh không hề có chút thiện cảm nào với tên Lý Huyền đầu này. Rõ ràng là đệ tử của ông ta giành giật trước, vậy mà còn đến đây gây sự với Ngô Bình, muốn đoạt lấy huyết chi của anh. Nếu đã vậy, tất nhiên anh cũng không cần khách sáo nữa, cứ đánh cho ông ta liệt thôi. Ở gần đó, thuộc hạ của Tiết Thái Hổ vừa nhìn thấy cảnh tượng này đã chạy ra một góc để gọi điện cho gã. Gì cơ, Ngô Bình đánh Lý Huyền đầu tàn phế rồi, Tiết Thái Hổ bật dậy với vẻ mặt vui mừng, còn cười ha ha. Mẹ nó, đánh hay lắm, tôi đã chướng mắt tên Lý Huyền đầu này từ lâu rồi, ý mình có võ nên chẳng hề nể mặt tôi. Ha ha, giờ thì tốt rồi, đám đồ đệ của ông ta, tôi sẽ xử lý từng tên một. Từ nay về sau, Tiết Thái Hổ này chính là vua của Biên Nam. Tiết Thái Hổ thật sự rất vui. Nếu hỏi ở Biên Nam có kẻ nào khiến gã cảm thấy khó chịu hay không thì chỉ có một người thôi, ấy là Lý Huyền Đầu. Bây giờ Lý Huyền Đầu xong đời rồi, gã sẽ nhanh chóng nuốt trọn địa bàn của Lý Huyền Đầu và trở thành kẻ độc tôn. Trừng mắt nhìn Lý Huyền Đầu nằm dưới đất, Ngô Bình nói, giờ ông đã liệt rồi, không cần phải khấu đầu nữa, nhưng 100 triệu thì không được thiếu. Tôi cho ông 10 phút để chuẩn bị lý huyền đầu lại nhổ ra một ngụm máu ông ta nói cậu bạn à tôi thừa nhận năng lực của cậu rất mạnh nhưng cậu có biết vì sao tôi cần huyết chi hay không ngô bình thờ ơ hỏi chuyện này có liên quan gì đến tôi sao dĩ nhiên là có liên quan lý huyền đầu trừng mắt với anh tôi vốn định đem tặng huyết chi cho thanh thành nhà họ bạch ở thanh thành có một lão kiếm tiền chém chết chăn độc nên đã bị thương nặng cần huyết chi này để kéo dài mạng sống Ngô Bình không rõ về Thanh Thành, càng không biết lão kiếm tiên họ bạch kia có địa vị thế nào. Anh hờ hững nói, thế thì đã sao? Lý Huyền đầu cười khẩy, cậu đánh tôi bị thương, tôi không thể tặng huyết chi cho Thanh Thành, điều này có nghĩa là cậu đã gián tiếp hại chết lão kiếm tiên nhà họ bạch. Ngô Bình nhìn ông ta như nhìn một kẻ ngốc, đoạn bảo kẻ bại liệt như ông vẫn nên lo cho bản thân mình thì hơn. Trong vòng 10 phút, nếu 100 triệu vẫn không được chuyển vào, cái mạng nhỏ của ông sẽ khó giữ đấy ban nãy anh đã âm thầm dùng chút mánh khóe khi ra đòn. Nếu anh không ra tay thì Lý Huyền Đẩu sẽ không sống qua được đêm nay. Lý Huyền Đẩu cũng cảm nhận được sự khác lạ trong cơ thể mình. Không chỉ tê liệt mà còn có một luồng khí lạnh đang lan ra trong người ông ta. Lý Huyền Đẩu nghiến răng, gọi một cuộc điện thoại. Chưa đến 10 phút sau, quả nhiên thẻ ngân hàng của Ngô Bình đã được chuyển khoản 100 triệu. Anh gật đầu nói, hẹn ngày gặp lại. suốt lời, anh rời khỏi sàn đài thi đấu, anh vừa đi khỏi, Lý Huyền đầu lập tức gọi một cuộc điện thoại khác. Ông ta nói qua điện thoại, ông Hai Bạch, Huyền Đầu vô dụng, huyết chi đã bị kẻ khác cướp đi, không cứu được lão kiếm tiên. Nói xong, ông ta còn thất thanh khóc giống lên. Trong một tòa biệt thự kín đáo ở núi Thanh Thành, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa đột nhiên bật dậy, hai mắt sáng quắc, là ai làm? Lý Huyền Đầu ở bên kia đầu dây cam hận nói, người này là khách của Tiết Thái Hổ, tên Ngô Bình, hiện đang ở Hoa Thành Biên Nam. Người trung niên kia cười khà khà, thứ không biết sống chết, tôi sẽ lấy đầu nó. Ngô Bình vẫn chưa biết rắc rối đang tìm đến tận cửa. Trong lòng anh còn đang tò mò lão kiếm tiên nhà họ Bạch ở Thanh Thành rốt cuộc là ai, bèn gọi điện cho Từ Quý Phi và thuật lại tình hình. Nghe anh kể xong, từ quý phi kinh ngạc thốt lên, chuyện này rất quan trọng đấy chú. Anh khuyên chú nên lập tức đem huyết chi đến thanh thành, bằng không, e là tai vạ sẽ ập đến. Ngô Bình nhíu mày, anh ba à, nhà họ Bạch rất nổi tiếng ở thanh thành sao? Từ quý phi cười khổ, nhà họ Bạch là dòng họ võ thuật số một của thục, cao thủ lớp lớp xuất hiện. Lão kiếm tiên tên là Bạch Tử Quy, nghe nói nhận được truyền thừa kiếm tiên, kiếm thuật siêu phàm, là đại tông sư cảnh giới tiên thiên. Thế lực của nhà họ Bạch tỏa ra ba tỉnh xung quanh, liên quan đến nhiều lĩnh vực, tài sản lên đến hàng nghìn tỷ, là gia tộc bá chủ, hàng thật đấy. Chương 156 Thần Y Hoa đã đến chưa? Ngô Bình kinh ngạc, không ngờ đó lại là cao thủ Tiên Thiên. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói, nhưng huyết chi là của em, em không thể tặng không cho họ. Từ quý phi đảo mắt, người anh em của tôi ơi. Chú đem tặng huyết chi thì nhà họ Bạch làm sao bạc đãi chú được? ngô bình chớp mắt đáp anh ba à nghe lý huyền đầu bảo là bạch tử quy bị thương do chém chăn độc em giỏi y thuật hay là đến đó khám cho ông ta từ quý phi giật thót tí nữa thì anh quên mất chú là thần y chú ở hoa thành đợi anh nhé anh lập tức sang đó rồi đi đến ích thành với chú ngô bình vội nói anh ba bác sĩ không chủ động đến nhà bói toán không thể xem miễn phí chúng ta vội vàng đến đó sẽ dễ bị người ta xem thường từ quý phi cười đáp, chuyện này thì chú cứ yên tâm. Anh có chút giao tình với ông Nam Bạch, lát nữa anh sẽ gọi điện rồi giới thiệu chú với họ. Ngô Bình không quan tâm đến Đại Tông Sư Tiên Thiên gì đó. Chị bệnh cứu người không phân sang hèn, anh cũng sẽ không mượn cơ hội này để cậy quyền người khác. Bèn nói, anh bà à, ít thành cách hoa thành không xa lắm, nếu Bạch Tử Quy muốn khám bệnh thì cho người đến hoa thành mời em. Từ quý phi ngẩn ra một lúc mới lên tiếng, thế cũng được. Chúng ta gặp nhau rồi hãng nói kỹ hơn về chuyện này. Cúp máy xong, Ngô Bình về khách sạn. Anh vừa ngồi xuống đã nhận được điện thoại của Tiết Thái Hổ. Trong điện thoại, Tiết Thái Hổ có vẻ khá vui. Gã cười nói cậu Ngô quả nhiên là cao nhân, vừa ra tay đã đánh Lý Huyền đầu tàn phế. Khâm phục. Ngô Bình bực dọc nói, có gì thì nói thẳng. Tiết Thái Hổ cứng nở mặt, húng hắng đáp cậu Ngô à, hôm nay đã là đêm trăng tròn rồi, tôi sẽ phải chịu đau đớn sao. Ngô Bình hừ giọng, đúng vậy, nếu không chịu đựng được thì cứ đến tìm tôi. Tiết Thái Hổ cười hề hề, được, nếu không chịu nổi, tôi nhất định sẽ đến tìm cậu Ngô. Phía bên kia, Tiết Thái Hổ đã cúp máy, lớn giọng hỏi, thần y hoa đã đến chưa? Một tên đàn em vội vàng đáp, thưa ông Tiết, thần y hoa đã chờ ngoài cửa rồi ạ. À? Mau mời vào, Tiết Thái Hổ vội nói. Chỉ giây lát sau. Một người đàn ông thấp bé gầy gò ngoài 50 đã bước vào phòng khách. Hàn Huyên được vài câu, ông bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho Tiết Thái Hổ. Mười phút sau, vẻ mặt ông dần dần nghiêm lại. Ông nói, ông Tiết Hà, ông đã bị kẻ khác dùng ám thủ. Cách thức cực kỳ cao siêu, tôi không giải được. Tiết Thái Hổ cả kinh, đột một ngồi bật dậy và hỏi, ông là danh y số một biên nam mà lại không giải được ư? Ông cười khổ, đừng nói là tôi dù có là thần y khắp thiên kinh này cũng không giải được. Loại ám thủ này giống như mật khẩu vậy, chỉ có người thực hiện mới có thể hóa giải. Tiết Thái Hổ nghe tim mình đánh thịt một cái, không hóa giải được, tức là tối nay phải chịu trận ư. Buổi sáng Ngô Bình tu luyện ở khách sạn, đến hơn 2 giờ chiều thì chuyến bay của từ quý phi hạ cánh. Cương tử đưa ông ấy đến khách sạn mà Ngô Bình đang ở. Hai người vừa gặp nhau, từ Quý Phi đã cười rạng rỡ, anh và ông Năm Bạch đã trao đổi qua điện thoại rồi. Sau khi ông ấy nghe kể về chú thì sẽ đích thân sang đây mời về. Ngô Bình gật đầu, Đại Tông Sư Tiên Thiên bị thương, tình trạng chắc hẳn rất nghiêm trọng. Lần này chắc chắn phải dùng đến nhiều loại dược liệu quý, nhà họ Bạch cần chuẩn bị sẵn sàng. Từ Quý Phi cười nói, dù chú cần đến nhân sâm nghìn năm thì nhà họ Bạch cũng tìm được thôi, yên tâm đi. Hai người trò chuyện được một lúc, từ quý phi bỗng nhiên nghiêm mặt, Lý Huyền Đổ bị chú đả thương, chắc chắn trong lòng sẽ rất quất hận. Anh lo rằng ông ta sẽ mượn tay nhà họ Bạch để đối phó chú. Vậy nên lúc gọi điện cho ông Năm Bạch, anh đã cố tình nhắc đến chuyện này. Ngô Bình đáp: "Ồ, vậy ông Năm Bạch nói sao?". Từ quý phi, ông Năm Bạch nói Lý Huyền Đổ làm thế chẳng khác gì kẻ cướp ngày, đánh chết cũng đáng. Ngô Bình gật đầu, xem ra người nhà họ Bạch này vẫn biết phân rõ đúng sai. Một lúc sau, có người gõ cửa, là thuộc hạ của Tiết Thái Hổ. Đối phương nói: "Anh Ngô, dưới lầu có ông Hai Bạch bảo rằng muốn gặp mặt anh." Chương 157: Láo xược, anh là cái thá gì? Ông Hai Bạch, Từ Quý Phi hơi bất ngờ, người đến đây không phải là ông Năm Bạch ư? Sao ông Hai Bạch lại đến? Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "E là người này không có ý tốt." Từ Quý Phi giật nảy mình, "Ông Hai Bạch, Bạch Chiến Linh?" là cao thủ trung kỳ cảnh giới thần, phương pháp hít thở mà ông ta tu luyện được còn vượt xa anh. Chú đừng xuống lầu, để anh gặp ông ta nói rõ mọi chuyện trước. Ngô Bình nhẹ nhàng bảo, không sao, thứ sẽ xảy đến thì có muốn trốn cũng không được. Em vẫn sẽ xuống gặp ông ta. Có một người trung niên đang ngồi trên sofa trong đại sảnh khách sạn. Người này thoạt nhìn chỉ ngoài 40, nhưng thực chất đã 65 tuổi. Đó chính là Bạch Triển Linh, ông hai nhà họ Bạch. Bạch chiến linh đang xoay hai miếng đồng hợp kim trong tay, khép hở mắt. Đến khi Ngô Bình và Từ Quý Phi đi tới trước mặt, ông ta mới hé mắt ra. Từ Quý Phi, Từ Quý Phi từng có duyên gặp mặt ông ta một lần, vội ôm quyền chào hỏi, chào ông hai bạch, chính là tôi. Đây là Ngô Bình, anh em của tôi. Có lẽ giữa chúng ta đã có hiểu lầm. Bạch chiến linh cười khẩy, hiểu lầm. Tôi đã nhìn thấy tình trạng chấn thương của Lý Huyền Đầu rồi, bị người ta đánh gãy xương sống, thắt lưng đây mà là hiểu lầm ông ta chừng mắt nhìn ngô bình danh con lá gan cũng lớn lắm dám cướp đồ của nhà họ bạch sắc mặt ngô bình không hề thay đổi anh nói mặc kệ lý huyền đầu đã nói gì với ông thì huyết chi cũng do tôi mua được ở chợ đen đệ tử của ông ta ở ngoài chợ đen muốn cướp đi nhưng không thành công ông ta thì tìm đến tận chỗ tôi để cướp kết quả là bị tôi đả thương bạch chiến linh cười khẩy huyết chi rất quý hiếm người biết đến nó cực kỳ ít lý huyền đầu cũng chỉ nhìn thấy nó từ một quyển sách cổ cậu nhận biết được ư ngô bình đáp tôi vốn biết được rất nhiều thứ chẳng có gì lạ cả còn nữa huyết chi không cứu được lão kiếm tiên đâu lý huyền đầu nói ông ấy bị chăn độc đánh trọng thương chắc chắn đã trúng một loại độc lạ huyết chi chỉ khiến ông ấy bị thương nặng thêm bạch triển linh không hề tin lời anh đáp trả những gì cậu vừa nói tôi không tin một chữ nào cả cậu có gan thì đi một chuyến với tôi Nghe ý của đối phương, hẳn là muốn ra tay rồi. Ngô Bình cười ha ha, trong lòng cũng nổi giận, bèn nói, ông không nói lý lẽ mà muốn dùng nắm đấm với tôi. Cũng tốt thôi, Ngô Bình này chẳng có gì phải sợ. Từ quý phi cuống cuồng lên tiếng, ông hai bạch hà, những lời mà Ngô Bình vừa nói đều là sự thật. Bạch Triển Linh trừng mắt, giận dữ quát, từ quý phi, từ khi nào đến lượt anh can thiệp vậy? Từ quý phi vội vã đáp, ông hai bạch hà, Ngô Bình không hề có lỗi trong chuyện này, ông. Láo sược, anh là cái thá gì? Chỉ là một kẻ xin được bộ phương pháp hít thở cấp thấp từ quân vô tướng mà cũng dám xen vào chuyện của tôi. Anh chán sống rồi sao? Câu nói này khiến từ quý phi tức đến mức tái mặt. Dù gì ông ấy cũng là tông sư cảnh giới thần, vậy mà lại bị người khác khinh thường như thế. Ông ấy bèn cười hề hề, ông hai bạch à, thế lực nhà họ bạch có lớn đến mấy thì ông cũng không thể vô lý như thế nếu ông đã không nói lý lẽ, tôi đành ra mặt cho Ngô Bình vậy. chương 158 xin thứ lỗi, tôi không chữa nổi. Bạch Triển Linh nhớn mày lên, ra mặt thay cho tên nhãi này ư. Từ Quý Phi, xem ra anh thực sự tự cho mình là số một rồi. Được, hôm nay tôi sẽ đánh chết cả hai người. Anh hai. Đột nhiên, một người khác bước vào, gọi với theo từ phía sau. Bạch Triển Linh quay đầu lại, vô cùng ngạc nhiên, hỏi chú Năm, Sao chú lại tới đây? Người đàn ông vừa đến cỡ chừng ngoài 30, anh ta mặc một chiếc áo vest màu xanh pastel, quần bò, chân đi đôi giày trắng, đeo kính đen trông không khác gì một thanh niên bình thường. Người đó chính là ông nam nhà họ Bạch Bạch Triển Anh. Bạch Triển Anh đáp, "Anh hai, việc này e là có hiểu lầm. Trước khi tới đây em đã đi tìm Lý Huyền Đẩu, dùng chút thủ thuật khiến ông ta phải nói thật." Sau đó, Bạch Triển Anh đem thông tin hỏi được thuật lại một lượt. Nội dung giống như những gì Ngô Bình đã nói. Đệ tử của Lý Huyền Đầu phát hiện ra huyết chi trước nhưng chưa kịp mua thì đã bị Ngô Bình đi trước một bước mua mất. Trong lúc nguy cấp, mấy đệ tử kia muốn cướp đồ, nhưng kết quả lại bị Ngô Bình đánh cho ngất xỉu. Cho nên sau đó, Lý Huyền Đầu đã đi tìm Ngô Bình một là để báo thù cho đệ tử, hai là muốn cướp lấy huyết chi. Có điều, Lý Huyền Đầu không ngờ Ngô Bình mạnh hơn ông ta nhiều. Kết quả, ông ta bị đánh cho tàn phế lại còn mất 100 triệu tệ. Sau khi nghe xong, Bạch Triển Linh hơi cao mày. Việc này rõ là ông ta làm sai, nhưng đường đường là ông hai nhà họ Bạch, đức cao vọng trọng trên giang hồ nên đương nhiên không thể cúi đầu nhận lỗi. Ông ta hừ lạnh, nói chú Năm, tên nhãi danh này biết rõ nhà họ Bạch đang cần huyết chi mà còn cố tình làm khó lý huyền đầu. Anh thấy hắn ta cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Ngô Bình nheo mắt lại, xem ra nhân phẩm của Bạch Triển Linh này cũng chẳng ra làm sao. Từ quý phi cũng cau mày lại, nói, ông hai, vị này chính là thần y mà tôi nhắc tới. Các người mời người ta đến chữa bệnh thì cũng phải giữ chút lễ nghĩa chứ. Những hành vi này đến tôi cũng cảm thấy quá quát. Bạch Triển Anh vội vã đáp, đúng đúng, lần này tôi tới chính là muốn mời ngô thần y giúp chữa bệnh. Sau đó, anh ta mỉm cười, chắp tay cung kính nói với ngô bình, ngô thần y, xin bất giận, anh hai tôi tính tình nóng này. Ngô bình hờ hững đáp, không sao, các người cần huyết chi, tôi có thể tặng miễn phí." Nói rồi, anh bảo cương tử lấy ra một ít huyết chi, Hào Phóng đưa luôn cho Bạch Triển Anh. Nhận được huyết chi, Bạch Triển Anh ngẩn người ra, "Ngô thần y, vậy bệnh của bố tôi?" Ngô Bình lạnh lùng đáp, "Xin thứ lỗi, tôi không chữa nổi." Đến kẻ ngốc cũng nhận ra, Ngô Bình đang Phật lòng vì thái độ của Bạch Triển Linh. Bạch Triển Linh hừ lạnh, nói, "Thần y cái gì chứ? Chú năm" chú hồ đồ hay sao? Hắn ta mới có tí tuổi đầu, y thuật tới đâu được cơ chứ? Ông Mạc đã nói rồi, chỉ cần lấy được huyết chi là ông ấy có thể chữa khỏi bệnh của bố. Tự nhiên đi mời một kẻ ớt ơ không biết từ đâu ra làm gì cho mất thời gian. Bạch Triển Anh cũng có chút do dự, ban đầu là do quan hệ của anh ta và từ quý phi không tồi nên anh ta mới nghe lời khuyên của từ quý phi, mời Ngô Bình đến chữa bệnh cho bố. Nhưng giờ xem ra Ngô Bình này quá trẻ, cũng không có danh tiếng gì lắm, Thực sự Ngô Bình có thể chữa khỏi vết thương của bố anh ta sao? Chương 159, làm không tốt có khi còn chết người. Từ Quý phi đang định nói thêm gì đó nhưng Ngô Bình đã ngăn lại. Anh nói, hai vị, huyết chi này tôi nhường lại cho các vị. Tôi còn có việc, xin cáo từ. Nói rồi, anh kéo Từ Quý phi quay về. Bạch Triển Linh nhìn theo bóng lưng hai người họ, hừ lạnh, làm bộ làm tịch. Bạch Triển Anh khẽ lắc đầu, nói anh hai không cần biết thật hay giả, thử một lần thì cũng có mất gì đâu. Giờ thì hay rồi, người ta rõ ràng là giận anh, không thèm đi cùng em nữa rồi. Bạch Chiến Linh, không đi thì thôi. Được rồi, chúng ta mau chóng cầm huyết chi về nhà, ông cụ Mạc vẫn đang chờ đấy. Thời gian gấp gáp nên hai anh em nhà họ Bạch lập tức quay về nhà. Trong một diễn biến khác, Từ Quý Phi cũng đã về đến nhà, thở dài nói, hôm nay vốn là cơ hội tốt để kết giao với nhà họ Bạch, chỉ tiếc là Ngô Bình nhìn Từ Quý phi, đáp anh ba yên tâm, bọn họ chắc chắn sẽ quay lại cầu xin em. Từ Quý phi ngẩn người ra, hỏi lại cầu xin. Ngô Bình, bác sĩ đưa ra kiến nghị sử dụng huyết chi để cứu bệnh nhân cũng có trình độ rất cao, chỉ tiếc là ông ấy không hoàn toàn hiểu rõ dược tính của huyết chi. Loại dược liệu này nếu không dùng đúng phương pháp để thanh tẩy thì bản thân nó còn có một số độc tính. Độc tính này rất dễ kết hợp với các chất độc khác để tạo nên một chất độc mạnh hơn. Từ quý phi kinh ngạc, nói như vậy, họ không những không chữa được cho ông cụ bạch mà còn làm tình trạng tệ hơn. Ngô Bình gật đầu, làm không tốt có khi còn chết người. Từ quý phi lắc đầu, bạch triển linh này quá ngông cuồng, coi thường người khác. Hôm nay nếu không phải ông năm tới thì anh đã đánh cho ông ta một trận rồi. Thực ra trong lòng Ngô Bình khá cảm động. Anh và Từ Quý Phi gặp nhau được có mấy lần nhưng hôm nay ông ấy lại sẵn sàng đứng ra bảo vệ anh trước một cao thủ như Bạch Triển Linh ông ấy làm như vậy không chỉ tự đẩy bản thân mình vào nguy hiểm lại còn đắc tội với nhà họ bạch người dám xả thân vì nghĩa như vậy xứng đáng để anh kết giao ngô bình đột nhiên kéo từ quý phi sang một căn phòng riêng nói anh ba bạch triển linh đó hùng hùng hổ hổ nói phương pháp hít thở của anh quá kém cỏi lẽ nào phương pháp hít thở của nhà họ bạch rất lợi hại sao từ quý phi gật đầu đương nhiên rồi phương pháp hít thở của nhà họ bạch được gọi là phương pháp hít thở thái bạch nghe nói là do kiếm tiên đời đầu truyền lại, sau khi luyện thành phương pháp này thì uy lực sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Ngô Bình đáp, nếu nói về phương pháp hít thở, vừa hay em biết một phương pháp muốn lấy ra nghiên cứu cùng anh ba. Trong tay Ngô Bình có ba phương pháp hít thở lợi hại là thuần dương, long tượng và phong lôi. Anh biết từ quý phi đang luyện một loại cung phu khá nặng, cho nên truyền cho ông ấy long tượng là hợp lý nhất. Từ quý phi nghe xong thì không khỏi kinh ngạc nhìn Ngô Bình, Đáp, người anh em, đạo pháp không thể dễ dàng truyền ra ngoài như vậy. Chú. Ngô Bình bình tĩnh đáp, anh ba, hôm nay anh liều mạng ra mặt giúp em, trong lòng em khắc ghi công ơn. Còn phương pháp hít thở này, em đương nhiên biết nó quý giá nhưng anh là anh ba của em, em nguyện tặng lại cho anh. Chương 160 lẽ nào y thuật của cậu ta thực sự rất cao minh. Từ quý phi hít sâu một hơi, chắp tay nói, người anh em, những lời cảm ơn vô nghĩa anh sẽ không nói thêm nữa nhưng từ hôm nay trở đi việc của chú chính là việc của anh dù là phải lên núi đao xuống biển lửa anh cũng cam lòng ngô bình cười đáp anh ba không cần nhiều lời nghe khi em nói nhé sau đó ngô bình truyền thụ lại phương pháp hít thở long tượng cho từ quý phi phương pháp này quả thực không hề tầm thường từ quý phi nghe được một nửa đã phấn khích đến nỗi toàn thân run rẩy sau khi nghe xong toàn bộ từ quý phi vẻ mặt đăm chiêu ngồi xuống thực hành được cao thủ chân truyền chỉ dạy nên chẳng mấy chốc từ quý phi đã luyện thành công. Có ngô bình đứng bên cạnh hướng dẫn tỉ mỉ, từ quý phi làm theo và cảm thấy từng tế bào trên cơ thể đều như đang chuyển động, vô cùng thần kỳ. Sau khi luyện được khoảng một tiếng thì từ quý phi toát mồ hôi. Đây là do phương pháp hít thở có hiệu quả, giúp cơ thể loại bỏ các tạp chất và độc tố. Từ quý phi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cười nói, lợi hại có phương pháp hít thở này thì bạch triển linh kia trước mặt anh chả là cái đinh gì nữa. Ngô Bình, anh ba, có phương pháp hít thở này rồi, anh sẽ có nền tảng vững chắc để luyện các loại cung phu khác. Từ quý phi ha ha cười lớn, đáp người anh em, chú đúng là nhân tài ẩn giật. Có được phương pháp hít thở lợi hại thế này, chắc chắn sư phụ của chú cũng vô cùng lợi hại. Có thể nói cho anh ba biết không? Ngô Bình đáp, sư môn của em giờ vẫn chưa tiện tiết lộ, sau này em sẽ nói với anh. Từ quý phi gật đầu, được thôi. Từ quý phi ở trong phòng luyện tiếp còn ngô bình sang phòng khác ngồi thiền điều hòa khí huyết. Biệt thự Bạch Vân, núi Thanh Thành, Ích Thành. Biệt thự Bạch Vân là chỗ ở của nhà họ Bạch, diện tích lên tới hàng nghìn mẫu, kiến trúc bên trong cổ kính với những bức điêu khắc tuyệt đẹp. Lúc này, trong một khu nhà ba tầng xây bằng trúc có một ông cụ tóc bạc phơ đột nhiên nhổm dậy khỏi giường, nhổ ra một ngụm máu tươi sau đó ông cụ lại nằm xuống gương mặt trắng bệch như tờ giấy trước giường có vài người đàn ông bạch triển linh và bạch triển anh cũng có trong số đó thấy ông cụ thổ huyết mấy người kia mặt biến sắc bố bạch triển linh hoảng hốt sau đó quay sang nhìn ông già dâu đen bên cạnh nói ông mạc chuyện gì thế này không phải ông nói chỉ cần uống huyết chi là vết thương của bố tôi sẽ hồi phục hay sao Ông cụ dâu đen vẻ mặt cũng vô cùng khó coi, ông ta cũng không ngờ rằng tình hình sẽ tiến triển như vậy. Ông ta cắn răng, nói, huyết chi được gọi là linh dược, trước đó tôi chưa từng dùng nó, chỉ đọc được trong sách cổ về dược tính của nó. Hiện giờ xem ra là do tôi đã quá chủ quan, có lẽ trong huyết chi còn có dược tính khác khiến chất độc trong người ông cụ phát tác mạnh hơn. Bạch chiến linh ngây người, ông ta đột nhiên nhớ tới lời Ngô Bình nói lúc trước, huyết chi này sẽ khiến vết thương càng nghiêm trọng. Lẽ nào y thuật của cậu ta thực sự rất cao minh, ông ta lẩm bẩm. "Anh hai, anh đang nói gì vậy?" Bạch Triển anh hỏi. Bạch Triển Linh vội vã đáp, "Chú năm, Ngô Bình ban nãy từng nói huyết chi này sẽ khiến tình trạng của bố càng tệ hơn. Chú nói xem có khi nào cậu ta thực sự chữa được bệnh của bố?" Ông cụ Mạc nghe xong thì mắt sáng lên, "Hả? Có người từng nói như vậy sao?" "Chương 161 là cậu Ngô phải không?" Bạch Triển anh vội vã đáp, người đó tên là ngô bình là bác sĩ mà từ quý phi giới thiệu cho tôi có điều bạch triển anh nói nửa chừng rồi liếc nhìn bạch triển linh bạch triển linh hừ một tiếng đáp chú năm chú gọi điện cho từ quý phi hỏi xem liệu ngô bình kia có đến đây một chuyến được không bạch triển anh thầm thở dài nếu hôm nay không phải do sự ngang ngược của bạch triển linh thì ngô bình sớm đã theo anh ta đến ích thành rồi từ quý phi đang luyện công điện thoại để chế độ im lặng nên gọi cũng không có người nhấc máy. Không còn cách nào, Bạch Triển Anh chỉ đành gọi cho Lý Huyền Đầu, bảo ông ta điều tra xem Ngô Bình đang ở khách sạn nào. Ngô Bình đang luyện công thì cương tử gõ cửa nói có người gọi tới điện thoại của khách sạn, tự xưng mình là Bạch Triển Anh. Ngô Bình đi ra nghe điện thoại, trong điện thoại vọng ra giọng Bạch Triển Anh là Ngô Thần Y đó sao? Ngô Bình, là tôi, ông Nam nhà họ Bạch phải không? Vâng, Ngô Thần Y, tôi gọi điện tới để thay anh hai tôi nói lời xin lỗi. Ngoài ra, tôi cũng xin cảm ơn cậu vì đã hào phóng tặng huyết chi cho chúng tôi. Huyết chi này là báu vật, chúng tôi không thể nhận không. Thế này đi, cậu cho tôi xin số tài khoản, tôi xin gửi cậu 10 triệu tệ. Ngô Bình đoán ra ngay, chắc chắn Bạch Tử Quy đã xảy ra chuyện nên người nhà họ Bạch mới cầu cạnh anh. Anh nói luôn, ông năm có việc gì xin cứ nói thẳng, không cần lòng vòng như vậy bạch triển anh cười khổ đáp không dám giấu gì ngô thần y thần y nói không sai sau khi uống huyết chi thì tình hình bố tôi ngày càng tệ thần y có thể tới ích thành một chuyến coi như cứu mạng bố tôi được không ngô bình tôi đã nói rồi bệnh của ông cụ bạch tôi chữa không nổi dứt lời anh cúp máy luôn ở đầu dây bên kia bạch triển anh lặng người vẻ mặt vô cùng khó coi bạch triển linh trợn mắt nói lớn chú năm hắn nói không tới sao Bạch Triển Anh thở dài, anh hai, lúc trước anh nói người ta như vậy. Nếu đổi lại là em thì em cũng không tới. Bạch Triển Linh hừ một cái, chất vấn ông cụ mạc, ông cụ mạc, vết thương của bố tôi ông có chữa được không? Ông cụ mạc thở dài, đáp chất độc quá mạnh, tôi cũng lực bất tòng tâm. Cứ tình hình này chỉ sợ ông ấy không qua nổi đêm nay. Tất cả mọi người đều xanh mặt, một người đàn ông đứng tuổi quát, chú hai, lập tức gọi điện cho vị ngô thần y đó xin lỗi ngay, mời bằng được cậu ta đến chữa cho bố người vừa nói không ai khác chính là con cả nhà họ bạch bạch triển thọ ông ấy là người lớn tuổi nhất cũng là người có tu vi cao nhất em bạch triển linh theo quán tính định từ chối nhưng rồi lại không thốt nên lời bố mình sắp chết đến nơi còn quan trọng mặt mũi làm quái gì ông ta nghiến răng nhận lấy điện thoại từ tay bạch triển anh gọi tới phòng khách sạn của ngô bình đầu bên kia vừa nhấc máy ông ta lập tức nói, là cậu Ngô phải không? Ngô Bình mặt không cảm xúc, cố tình hỏi lại, xin hỏi đây là. Tôi là Bạch Triển Linh, vừa nghe xong cái tên, Ngô Bình đã cúp điện thoại cái rụp. Trường 162 là từ Quý Phi phải không? Bạch Triển Linh xứng người, sau đó nổi trận lôi đình gầm lên, thằng khốn. Dám cúp điện thoại của tao. Chú hai, Bạch Triển thọ cũng quát lên, chú sửa cái nét lại đi. Việc liên quan đến sự sống chết của bố, chú không nhịn một chút được à?" Bạch Chiến Linh tức đến nỗi nghiến muốn nứt răng, ông ta lần hai lấy điện thoại ra, gọi lại cho Ngô Bình nhưng mãi chẳng có ai nhấc máy. Lúc này Ngô Bình đang ngồi trước điện thoại, mặt không cảm xúc, mặc kệ chuông điện thoại reo liên hồi. Từ Quý Phi đi ra khỏi phòng, hỏi, "Điện thoại của nhà họ Bạch sao?" Ngô Bình, Bạch Triển anh gọi một lần rồi đến lượt Bạch Triển Linh nhưng em cúp ngang điện thoại nên giờ ông ta đang điên cuồng gọi lại. Từ Quý phi hỏi với vẻ trầm ngâm, "Người anh em, chú tính thế nào?" Ngô Bình, muốn cứu người cũng được thôi, nhưng Bạch Triển Linh phải dập đầu tạ lỗi với em. Từ Quý phi sững người, "Dập đầu sao? Người ngông cuồng như ông ta e là không thể chấp nhận điều kiện này." Ngô Bình cười lạnh, "Em cứu được bố ông ta." Vậy mà một cái dập đầu ông ta cũng không làm được sao?" Từ Quý phi, nói thì đúng là vậy, nhưng cho dù không làm bạn với Bạch Triển Linh thì chú cũng đâu nhất thiết phải làm kẻ thù với ông ta. Là bạn hay là thù không phải do em chọn mà là do ông ta chọn. Em là người hành nghề y, không cần họ tạ ơn nhưng nhất định phải tôn trọng và tín nhiệm em. Người nhà họ Bạch thứ nhất không tin tưởng, thứ hai không tôn trọng em nên em không thể đồng ý." Từ Quý phi gật đầu, nói có lý nói rồi từ quý phi nhấc điện thoại lên, ai đang gọi đó. Bạch Triển Linh nén cơn giận, hỏi, là từ quý phi phải không? Từ quý phi, là tôi, ông hai có gì chỉ dạy. Bảo Ngô Bình nghe điện thoại đi, Bạch Triển Linh đáp. Được thôi, nói xong từ quý phi cúp điện thoại cái dục rồi nói với Ngô Bình, Bạch Triển Linh này quá ngông cuồng. Nếu ông ta không phải con trai của Bạch Tử Quy thì đã bị giết chết một nghìn lần rồi. Ngô Bình cười hi hi đáp, anh ba, điện thoại kêu mãi nghe cũng phiền, hay là chúng ta ra ngoài tản bộ, tối hẵng quay lại. Ở gần khách sạn có một ngôi chùa cổ cần phải có vé mới được vào. Ngô Bình và Từ Quý Phi đi vào trong đó, vừa đi vừa nói chuyện. Anh ba, giờ anh cũng có thể coi là cao thủ hàng đầu Vân Kinh đúng không? Từ Quý Phi lắc đầu, Vân Kinh là thủ phủ của Giang Tả. Giang Tả có hai vị tông sư, một người là quân vô tướng, người còn lại là cao trường phong quân vô tướng thì ở phong thành cao trường phong thì ở hoàng thành đều cách vân kinh khá xa điều đó khiến anh được lợi mượn thanh thế của em trai nên gây dựng được địa vị ở vân kinh ngô bình chắc khang là vua của thế giới ngầm vân kinh vân kinh này việc gì cũng chỉ cần anh ba nói một câu là xong nên gọi anh là cao thủ số một vân kinh cũng đâu có sai từ quý phi cười hi hi đáp cũng phải em trai anh là thị trưởng vân kinh người trong giang hồ có lợi hại đến mấy thì cũng không dám đắc tội với người nhà nước. Từ quý phi tiếp tục nói, người anh em, phương pháp hít thở mà hôm nay chú truyền cho anh không phải chuyện đùa. Anh có dự cảm rằng trong một năm tới anh sẽ hoàn thành được cảnh giới thần. Ngô Bình cười đáp, vậy đã là gì, anh sẽ còn tiến rất xa, trở thành một cao thủ lẫy lừng. Từ quý phi, mong là vậy. chương 163 đàm đạo về võ thuật. Tiện đà đang nhắc tới các cao thủ, Ngô Bình hỏi, anh ba đã từng thấy cao thủ cảnh giới vương bao giờ chưa? Từ quý phi đáp, người đạt tới cảnh giới vua võ thuật như vậy thường không can dự vào khói lửa giang hồ, là báu vật của quốc gia. Những cao thủ như vậy anh mới chỉ nghe nói, nhưng theo anh được biết thì bốn vị thần tướng của nước Viêm Long đều đạt tới cảnh giới đó. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới đại điện của ngôi chùa. Ngô Bình dùng mắt thần nhìn bức tượng Phật thì phát hiện trên bề mặt tượng Phật có một luồng sáng màu vàng luồng sáng này thực chất là do đức tin của vô số tín đồ tạo thành. Luồng sáng của chính nghĩa, thiện lương, đại từ đại bi này có uy lực rất lớn, khiến người ta sinh lòng kính cẩn. Ngô Bình nhìn trái nhìn phải, sau đó lấy ra đồng tiền phép ngũ đế, lén lén đặt ở trước án hương, sau đó niệm vài câu chú gì đó. Sau khi niệm xong, ánh sáng vàng trên bức tượng Phật hóa thành những tia sáng vàng rồi bị đồng tiền ngũ đế hấp thụ. Từ Quý phi vô cùng tò mò, hỏi, người anh em Chú đang làm gì vậy? Ngô Bình đáp, mượn pháp lực của Phật tổ để khai quang cho tiền ngũ đế của em. Khai quang? Từ Quý phi cầm đồng tiền ngũ đế lên, cảm nhận được đồng tiền này có gì đó rất đặc biệt khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Người anh em, thật không ngờ chú còn hiểu biết về mấy thứ pháp thuật này, Từ Quý phi kinh ngạc, cảm giác Ngô Bình càng lúc càng vô cùng thần bí. Thủ thuật đơn giản thôi mà, Ngô Bình vội vã thu lại đồng tiền ngũ đế sau đó đi tới một điện khác trong chùa. Lần này, anh lại lấy ra hai đồng tiền phép, đặt trước án hương, sau đó lại niệm chú. Sau khi khai quang cho hai đồng tiền này xong, hai người họ rời khỏi ngôi chùa. Một lúc sau họ đã trở lại khách sạn, lúc này trời đã tối. Đường tử di nói trên tầng thượng của khách sạn có quán nướng tự phục vụ. Tối hôm đó trăng thanh gió mát, thời tiết vô cùng dễ chịu nên cô ấy đề nghị đi ăn nướng. Ngô Bình vui vẻ đồng ý. Cương Tử và Đường Tử Di đi xiên thịt, nướng thịt, còn Ngô Bình và Từ Quý Phi thì góp cái miệng. Hai người họ vui vẻ ăn uống, đàm đạo về võ thuật. Chẳng mấy chốc trăng đã lên cao. Đêm nay trăng vừa tròn vừa sáng, thời tiết lại rất chiều lòng người, vô cùng thích hợp để uống rượu thưởng trăng. Sau một hồi bận rộn, Cương Tử và Đường Tử Di cũng ngồi xuống liên hoan cùng. Họ đang uống thì đột nhiên một đám người lao lên sân thượng. Người đi đầu là Bạch Triển Linh, đằng sau là Bạch Triển Anh và vài người nữa. Phục Bạch Triển Linh quỳ sụp xuống trước mặt Ngô Bình, trầm giọng nói, cậu Ngô, trước đó là tôi hành xử không đúng, tôi xin lỗi cậu, mong cậu lượng thứ. Ngô Bình đặt chén rượu xuống, dùng khăn ướt lau tay, hờ hững đáp, không dám, ông hai là tông sư cảnh giới thần, lại còn là người nhà họ Bạch, sao có thể dập đầu trước một thầy thuốc nhỏ bé như tôi chứ, sau này chẳng phải sẽ thành chuyện cười cho thiên hạ hay sao bạch triển linh mặt hết xanh lại trắng cắn chặt răng đáp cậu ngô chỉ cần cậu chữa cho bố tôi người ta nói tôi thế nào cũng được nếu cậu vẫn chưa nguôi giận thì có thể đánh tôi hoặc đâm tôi vài nhát cũng được không dám đánh người nhà họ bạch thì khác nào tôi tự tìm đường chết ngô bình đáp bạch triển anh ho một cái chắp tay nói ngô thần y bố tôi rất có thể sẽ không qua nổi đêm nay xin thần y hãy coi như làm việc thiện, cứu ông cụm nhà tôi một mạng. Nhà họ bạch chúng tôi biết ơn khôn xiết. Ngô Bình sớm đã đoán được, anh đứng dậy nói cứu người bị thương, gặp nạn là bổn phận của người hành nghề y. Các người đã đưa lão kiếm tiên đến rồi phải không? chương 164 khí huyết đã lưu thông rồi. Bạch Triển Anh hơi giật mình hỏi, sao thần y biết chúng tôi đã đưa bố tôi tới? Ngô Bình, trong vòng ba dặm, tôi có thể ngửi thấy mùi độc xà, Màu dẫn đường đi. Bạch Triển Anh mừng rỡ, vội vã đáp được, mời thần y đi lối này. Lúc này, người nhà họ Bạch vô cùng cung kính với Ngô Bình, không dám tỏ thái độ coi thường. Họ khách sáo đi trước dẫn đường, đưa anh đi tới một căn phòng trong khách sạn. Người nhà họ Bạch sợ thời gian đi lại giữa Hoa Thành và Ích Thành quá lâu, có thể làm lỡ thời gian vàng để cứu người nên phái một chiếc trực thăng đưa ông cụ Bạch tới một căn phòng trong khách sạn mà Ngô Bình đang ở ngô bình đi vào trong căn phòng thì thấy một ông cụ đang nằm trên sofa xung quanh có không ít người bạch triển anh vội vã nói ngô thần y đây là bố tôi ngô bình liếc nhìn thì nhận ra ông cụ bạch quả nhiên chúng độc xa. hơn nữa độc xa hợp lại với độc tính của huyết chi khiến chất độc càng mạnh đường đường là một tông sư cảnh giới tiên thiên mà giờ mặt ông cụ cắt không còn giọt máu da rẻ xám xịt lại vô cùng yếu ớt ông cụ giờ chỉ có thể he hé, hé mở mắt Ngô Bình ngồi xuống bên cạnh bắt mạch cho ông cụ, sau đó nhẹ nhàng nói, "Lão kiếm tiên không cần lo lắng, vết thương của cụ tôi có thể chữa được." Nói rồi, anh cởi áo cho ông cụ, lấy ra bộ kim châm bằng vàng, sau đó châm cứu 36 huyệt trên người ông cụ. Nhìn kỹ năng châm cứu điêu luyện, vị trí châm cứu vô cùng chuẩn xác của Ngô Bình, ông cụ mạt a lên một tiếng, không khỏi cảm thán, "Ngô thần y, phương pháp châm cứu này của cậu hình như tôi có chút ấn tượng." Ngô Bình mỉm cười đáp, ông cũng là người hành nghề y sao? Ông cụ mặt vội đáp, tôi tên Mạt Hưu, hành nghề y trên giang hồ. Bạch Triển Anh vội giải thích thêm, cậu Ngô, ông Mạt là thần y số một của ba thục, người đời gọi ông ấy là bàn tay thần bởi ông ấy đã cứu sống vô số người. Ngô Bình, rất vinh hạnh được gặp mặt, phương pháp châm cứu này của tôi gọi là lục hợp tráng thần châm. Mạt Hưu kinh ngạc, tôi biết mà, phương pháp châm cứu này khá giống với lục hợp thần châm trong truyền thuyết, lẽ nào hai phương pháp này có liên quan đến nhau? Ngô Bình, không sai, lục hợp tráng thần châm được phái sinh từ lục hợp thần châm. Vừa nói Ngô Bình vừa hoàn tất việc châm cứu. Sau khi được châm cứu, Bạch Tử Quy đột nhiên ngồi thẳng dậy, gương mặt đỡ xanh sao hơn trước, sau đó hai tay ông cụ ôm trước ngực, khí huyết bắt đầu tuần hoàn trở lại, hơi thở cũng mạnh hơn trước. Mạt Hưu vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, Khí huyết đã lưu thông rồi, vậy thì dễ giải quyết rồi." Bạch Chiến Linh vội vã hỏi, "Ông cụ Mạt, vậy là bố tôi sẽ hồi phục đúng không?" Mạt Hưu gật đầu, ông cụ Bạch là cao thủ cảnh giới Tiên Thiên, thể chất vượt xa người thường. Chỉ cần khí huyết có thể lưu thông thì độc tố sẽ dần dần bị đào thải ra ngoài. Ngô Bình khẽ gật đầu, xem ra trình độ của Mạt Hưu cũng không tệ. Anh nói, ông nói không sai, có điều chủ yếu là do trước đó ông cụ đã uống huyết chi huyết chi là linh dược, mặc dù có độc tính nhưng cũng có tác dụng vô cùng thần kỳ. Ông cụ Bạch là cao thủ, lại thêm dược lực của huyết chi hỗ trợ thì chỉ cần đả thông khí huyết, sau đó chất độc sẽ dần được tiêu trừ. Nói rồi, Ngô Bình dùng kim vàng châm vào 10 đầu ngón tay của Bạch Tử Quy. Chỉ một lát sau đã thấy chất lỏng màu đen chảy ra từ 10 đầu ngón tay ông cụ, rỏ xuống đất. chương 165 sai một ly, đi một dặm. Sau đó Ngô Bình kê thêm một đơn thuốc, đưa cho bạch triển anh nói mau cho người đi bốc thuốc bạch triển anh lập tức sai người đi bốc thuốc với khả năng của nhà họ bạch thì chỉ một lát là thu thập đủ loại thuốc ngô bình yêu cầu ngô bình lúc này quay sang hỏi bạch tử quy giờ cụ cảm thấy thế nào rồi bạch tử quy mở mắt trước đó không thể nói chuyện nhưng giờ đã có thể mở miệng nói chuyện ông cụ cảm động đáp thần y trẻ tuổi cảm ơn cậu đã cứu tôi một mạng ngô bình đáp cụ khách sáo rồi Giờ cứ tiếp tục ép khí độc ra ngoài, lát nữa uống thuốc rồi tắm lá thuốc thì hai ba hôm sau sẽ hồi phục như xưa." Bạch Tử Quy gật đầu, sau đó nhắm mắt tiếp tục ép chất độc ra ngoài. Ngô Bình sau đó sai người nhà họ Bạch chuẩn bị một cái vại lớn, tốt nhất là loại vại dùng để đựng lương thực ở quê, sau đó lại sai người đổ vào đó nước ấm chừng 70 độ. Người nhà họ Bạch tức tốc đi làm ngay, chẳng mấy chốc đã hoàn thành mọi việc. Một tiếng sau, thuốc được sắc xong xuôi, Bạch Tử Quy uống thuốc. Sau khi uống thuốc xong, chất độc tàn dư trong cơ thể ông cụ đã bị trung hòa kha khá, sắc mặt Bạch Tử Quy càng tốt hơn. Ngô Bình lại sai người đổ thuốc vào trong vải nước rồi bảo Bạch Tử Quy vào đó ngâm nước thuốc, chỉ để đầu và cổ nổi trên mặt nước. Anh nói, cụ Bạch, cụ phải ngâm nước này 2 giờ đồng hồ, như vậy chất độc sẽ được hóa giải. Còn lại chỉ cần điều trị nội thương, có thể nhờ ông cụ mặt hỗ trợ điều trị. Bạch Tử Quy vô cùng vui mừng, cười đáp cậu trai trẻ, phương pháp chữa bệnh của cậu thật thần kỳ. Ơn của cậu chúng tôi cảm ơn không hết, nhà họ Bạch chắc chắn sẽ hầu tả. Bạch Tử Quy ngồi ngâm nước thuốc, dược lực hấp thụ qua da, ngấm vào lục phủ ngũ tạng và gân cốt, xử lý chất độc còn tàn dư trong cơ thể. Mạt Hiu ở bên cạnh nhìn đến mức bái phục, sau đó nói, y thuật của cậu ngô đúng là vừa ảo diệu vừa hiệu quả, tôi được mở mang tầm mắt rồi. Ngô Bình, ông mạt quá khen, thật ra nếu không tại huyết chi có độc thì ông đã chữa khỏi cho ông Bạch từ lâu rồi. Mạt hưu cười trừ nói, sai một ly, đi một dặm. Đúng lúc này, có người làm đi vào nói, thưa ông, bên ngoài có một ông tên là Tiết Thái Hổ xin gặp ạ. Tiết Thái Hổ, Bạch Triển Thọ ngẫm nghĩ rồi nói, gã đến đây làm gì nhỉ? Mời vào đi. Ngay sau đó, Tiết Thái Hổ mướt mát mồ hôi hớt hải đi vào, sau đó quỳ xuống trước mặt Ngô Bình nói, "Cậu Ngô, xin cậu hãy cứu tôi, tôi đau chết mất." Gã nước mắt nước mũi giàn giụa, đau đến mức sống không được mà chết cũng không xong. Người gã đầy các vết thương, đó là vì đau quá nên gã tự cào cấu vào người, thậm chí còn tự làm gãy xương. Ngô Bình lạnh lùng liếc nhìn Tiết Thái Hổ rồi nói, "Sao không đi tìm bác sĩ khám cho? Vừa hay có thần y mặt ở đây, ông có muốn nhờ người ta khám thử không?" "Không không." xin cậu hãy cứu tôi, tiết thái hổ bật khóc, gã không thể chịu được nữa rồi, cơn đau này thật sự quá mức dày vò gã. Ngô Bình thờ ơ nói, được, đi theo tôi. Ngô Bình đi trước, còn tiết thái hổ được người khác đỡ đi theo sau. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, thần y ngô này siêu thật đấy, đến ông vua ở biên thành cũng phải cầu xin anh. chương 166 con đã gặp được mấy võ vương rồi. Bạch Triển Linh nhân mặt, Ông ta cũng vừa quỳ dưới chân Ngô Bình đấy thôi. "Triển Linh." Bạch Tử Quy chợt lên tiếng. Bạch Triển Linh bước tới gần rồi mỉm cười nói, "Bố." "Quỳ xuống." Bạch Tử Quy lớn giọng nói, công lực của ông ấy đã khôi phục được một nửa rồi nên giọng nói lại như sấm rền. Bạch Triển Linh sợ đến mức tái mặt, trong năm anh em thì ông ta là người bị đòn nhiều nhất, vì vậy ông ta rất sợ bố mình. Nghe thấy thế, ông ta không chút do dự mà quỳ xuống ngay. Bạch Tử Quy cười lạnh nói, dù bố không thể cử động được, nhưng vẫn nghe thấy rõ mấy đứa nói chuyện với nhau. Con to gan đấy, dám cướp huyết chi của thần y ngô rồi còn định đánh chết cậu ấy. Con muốn hại chết bố đúng không? Bạch Triển Linh như sắp khóc đến nơi, bố ơi, con, con sai rồi ạ. À. May mà thần y ngô rộng lượng, không thì bố đã chết rồi, Bạch Tử Quy nổi nóng, đúng là không ra làm sao cả. Bạch Triển Thọ nói, bố, chuyện qua rồi mà, và lại. Chú hai cũng đã quỳ xuống xin lỗi thần y Ngô rồi. Bạch Tử Quy thở dài nói, các con đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Thần y Ngô này không đơn giản đâu. Nhóm Bạch Chiến Linh hoảng sợ, bố, bố biết cậu ấy ạ. À? Bạch Tử Quy nghiêm giọng nói, dù bố không biết lai lịch của cậu ấy, nhưng bố chưa mù, bố cảm nhận được cách hít thở của cậu ấy rất cao siêu. Thậm chí còn hơn cách hít thở thái bạch của nhà ta một bậc đấy. Ai nấy đều biến sắc mặt Rốt cuộc là công pháp gì mà có thể mạnh hơn cả cách hít thở của nhà họ? Bạch Chiến Linh vỗ đùi nói, bảo sao mà ông ba nhà họ từ dám trở mặt với con vì cậu ấy, còn suýt xô sát nữa. Điều này chứng tỏ thực lực của thần y Ngô còn hơn cả nhà mình rồi. Bạch Tử Quy cười lạnh nói, con cũng thông minh ra rồi đấy, có cách hít thở như vậy thì sao cậu ấy là người bình thường được. May mà con chưa ra tay, không thì đã bị người ta giết rồi. Bạch Chiến Linh vã mồ hôi nói, Lần này do con sơ suất bố ơi, còn thế lực nào hơn nhà mình nữa không? Ngu rốt, Bạch Tử Quy sầm mặt nói, cao thủ ở nước viêm long nhiều như mây, nhà mình đã là cái gì? Con đã gặp được mấy võ vương rồi. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc, võ vương. Bạch Triển Anh nói, bố, không lẽ Ngô Bình là truyền nhân của võ vương ạ? À? Bạch Tử Quy lắc đầu, bố không rõ, nhưng cách hít thở của cậu ấy ngang với võ vương cấp 1 dù cậu ấy không phải võ vương thì cũng là cao nhân tuyệt thế. Thậm chí, còn có thể là một thế tử tu hành nào đó. Dù là ai thì chúng ta cũng không được đắc tội. Bạch Chiến Linh tự vả vào mặt mình, con đúng là có mắt như mù. Bố, mai kia con sẽ xin lỗi thần y ngô tiếp. Bây giờ, Bạch Tử Quy mới hài lòng, con biết nghĩ như vậy thì tốt. Con phải hiểu là thần y ngô vẫn còn rất trẻ mà đã có y thuật cao như vậy rồi, hơn nữa còn có tu vi phóng chân khí ra ngoài nữa, vậy y thuật và tu vi của sư phụ cậu ấy cao đến mức nào? Con có thể tưởng tượng được không? Bạch Triển Thọ nói, bố nói đúng, thần y như cậu ấy thì có bạn ở khắp nơi, mạng lưới quan hệ của sư phụ cậu ấy chắc chắn cũng rất rộng. Một khi chúng ta gây thù oán với họ thì chắc sẽ bị đả kích rất nặng nề. Nhà họ Bạch đoán giả đoán non rồi thổi phồng thân phận của Ngô Bình lên. Trong khi đó, nhân vật chính đang bình thản nhìn Tiết Thái Hổ ở trong một phòng khác. Tiết Thái Hổ đau muốn chết, không ngừng cầu xin, "Cậu Ngô, xin cậu cứu tôi, tôi không chịu được nữa rồi." Ngô Bình nói, "Tiết Thái Hổ, ông không phải sợ, tôi sẽ giải thoát cho ông. Nhưng tôi có một việc nhờ ông giúp." Chương 167 Thần y Ngô vất vả rồi. Tiết Thái Hổ nói ngay, "Cậu Ngô cứ nói, tôi sẽ làm." "Ngô Bình, tôi muốn đầu tư vào một dự án bất động sản, nhưng giờ đang thiếu mấy tỷ, ông cho tôi vay được không?" "Đương nhiên tôi sẽ trả lãi một phân một năm. Tiết Thái Hổ như sắp khóc đến nơi, gì mà một phân một năm. Gã nói, cậu ngô, cậu cứ lấy đi, tôi không cần lời lãi gì hết. Ngô Bình rất hài lòng, trước đó Tiết Thái Hổ này dám mưu hại anh và bố con đường tử di, anh mà không chừng trị gã thì thật xin lỗi bản thân. Thế ông cho tôi vay 3,5 tỷ, anh chỉ thiếu ngần ấy để đầu tư vào dự án Vịnh Bạch Long thôi. Tiết Thái Hổ không nhiều lời mà lập tức bảo thư ký làm ngay. Một lát sau, tài khoản ngân hàng của Ngô Bình đã nhận được đúng số tiền mà anh muốn. Thấy thế, anh vỗ vào người tiết thái hổ mấy cái. Ngay sau đó, gã chợt thấy có một luồng sức mạnh rất thư thái chảy khắp người mình, gã ngồi im dưới đất không dám động đậy. Ngô Bình đứng dậy nói, ông nằm nghỉ một lát đi, nửa tiếng nữa là khỏe lại bình thường thôi, dứt lời, Ngô Bình lại đi xem tình hình của Bạch Tử Quy. Tiết Thái hổ trợn tròn mắt, gã khóc không ra nước mắt, sao tự nhiên lại chọc vào Diêm Vương này chứ? Cứ nghĩ tới mỗi tháng đến ngày trăng tròn lại phải chịu cơn đau này thì gã muốn đập đầu chết luôn cho xong. Từ Quý Phi đứng cạnh đó chừng mắt nhìn Tiết Thái Hổ rồi nói, ông Tiết, nghe danh đã lâu. Tiết Thái Hổ cười khổ, tôi cũng đã nghe danh về ông ba nhà họ từ, hôm nay để ông chê cười rồi. Từ Quý Phi cười lớn nói, ông dám đắc tội với cậu ngô thì xui rồi. Tiết Thái Hổ thờ dài nói, ông ba, là tôi có mắt như mù tôi đang hối hận lắm đây từ quý phi ông tiết tôi biết người chống lưng cho ông thế lực của người đó ngang với nhà họ bạch ở thanh thành nhưng hôm nay bạch triển linh cũng phải dập đầu xin lỗi với chú em của tôi rồi còn ông lại định giết chú ấy ông siêu thật đấy tôi rất ngưỡng mộ tiết thái hồ tái mặt ông ba có thể nói cho tôi biết về lai lịch của thần y ngô không thật ra từ quý phi cũng không rõ Ngô Bình có bối cảnh ra sao hay anh có phải cao nhân hay không. Nhưng ông ấy buộc phải giúp anh thổi phồng thân phận lên, vì thấy ông ấy chỉ tay lên cao. Tiết Thái Hổ chấn động, không lẽ là... Từ quý phi hờ hững nói, ông hiểu là được rồi, nếu chi tiết hơn thì tôi không thể tiết lộ được. Tiết Thái Hổ vội nói, vâng vâng, ông ba có thể nói cho tôi biết nhiều đây là đủ lắm rồi. Tôi biết sau này phải làm gì rồi chém gió giúp ngô bình xong từ quý phi cũng đi tìm bạch tử quy lúc này ngô bình đang kiểm tra màu sắc của nước thuốc trong thùng anh quan sát rồi nói độc tố được loại trừ kha khá rồi tâm trạng của bạch tử quy tốt hơn hẳn ông cụ cười nói thần y ngô vất vả rồi ngô bình ông bạch đừng khách sáo ông là kiếm tiền nổi danh thiên hạ chữa khỏi bệnh cho ông là vinh hạnh của tôi bạch tử quy cười lớn nói kiếm tiền gì đâu toàn là người ngoại tự đặt cho tôi thôi, tôi chỉ biết vài đường kiếm cơ bản ấy mà. Ngô Bình chuyển sang chuyện khác, tại sao lúc trước, ông Bạch lại chém chết con rắn độc ấy? Bạch tử quy cười trừ đáp, kể ra thì cũng trùng hợp. Tôi thích đi du lịch ở các vùng núi hoang vắng, mấy hôm trước đã tới một khu rừng nguyên sinh, định bụng hái ít dược liệu mang về nhà. Trường 168 tôi chỉ biết sơ sơ thôi. Chưa đi được bao lâu thì tôi nhìn thấy một cây thuốc nở ba bông hoa có ba màu riêng là lam, trắng và đỏ, ngoài ra còn có quả màu tím và tỏa ra hương thơm rất lạ. Tôi vừa nhìn đã biết đó không phải cây thuốc bình thường nên định hái nó. Ai ngờ, bỗng có một con mãng xà khổng lồ lao ra, tôi bất ngờ quá nên đã chém nó một kiếm. Nó ghê lắm, quật đuôi đánh bay tôi ngay, sau đó nó lao về phía tôi rồi phun ra chất động có nhiều màu. Tôi chỉ ngửi một chút mà suýt ngất xỉu luôn rồi, may mà tôi có tu vi cao nên mới gắng gượng vung kiếm lên chém bay đầu nó dù con mãng xà đã chết nhưng tôi cũng bị thương nặng chất độc ngấm vào máu khiến tôi không thể cử động được về sau may mà có người của triển anh đã cõng tôi về ngô bình chỉ để tâm đến bông hoa tam sắc đó vừa nghe kể về hình dáng của nó anh đã giật mình lẽ nào là linh thảo tam bảo quả của cây này có tên là tam bảo đan còn quý hiếm hơn cả huyết chi anh bình tĩnh hỏi ông bạch Ông đã hái được cây thuốc kỳ lạ ấy chưa? Bạch Tử Quy gật đầu, tôi đã sai người hái rồi cất đi rồi. Sau đó, ông cụ nói với Bạch Triển Anh, Triển Anh, con lấy cái hộp ấy ra đây. Bạch Triển Anh cúi người mở một chiếc hộp ngọc ra, bên trong có một cây thuốc dài hơn 20 phân, cây thuốc mọc ba bông hoa và một chuỗi khoảng 20 đến 30 quả màu tím to như hạt đậu. Bạch Tử Quy quan sát ngô bình rồi hỏi, thần y Ngô biết cây thuốc này ư? Đây là Linh thảo Tam bảo, một loại thuốc dẫn. Nếu tôi thấy nó sớm hơn thì đã dùng nó để giải độc cho ông rồi, hiệu quả cao hơn huyết chi nhiều. Bạch Tử Quy thầm nghĩ Ngô Bình đúng là đệ tử của cao nhân, kiến thức của anh thật sâu rộng, ông cụ hỏi tiếp cách dùng thế nào vậy? Ngô Bình, quả của nó tên là Tam bảo đan, dùng để luyện đan. Bạch Tử Quy giật mình, luyện đan? Thần y Ngô biết luyện đan ư? Truyền thừa của người xưa ở nước Long Viêm biết về cách luyện đan nhưng số lượng cực ít tóm lại là bạch tử quy chưa từng gặp ai bao giờ ngô bình lắc đầu tu vi của tôi thấp quá muốn luyện đan thì ít nhất phải ở cảnh giới tiên thiên bạch tử quy mừng rỡ nói vậy là khi nào thần y ngô đạt đến cảnh giới ấy thì có thể luyện đan được sao đương nhiên ngô bình biết luyện đan y thuật mà anh học có nội dung giới thiệu về phương pháp này nhưng anh chưa có thời gian nghiên cứu kỹ anh không phủ định mà thờ ơ nói tôi chỉ biết sơ sơ thôi mọi người có mặt ở đây đều chấn động ai cũng nhìn ngô bình với ánh mắt khác hẳn nếu một người nào đó biết luyện đan thì sẽ có địa vị rất cao trong giang hồ thậm chí còn được ví với thần tiên bạch tử quy liếc nhìn bạch triển linh thế mà tên này dám đắc tội với thần y ngô bạch triển linh biết ý lập cúi cúi gằm mặt đi về phía ngô bình rồi chắp tay thần y ngô gia đình tôi vô cùng cảm kích khi cậu đã chữa khỏi bệnh cho bố tôi trước đó tôi sai nên đã có hành động thiếu suy nghĩ ỉ thế hiếp người, mong cậu rộng lòng bỏ qua cho. Ngô Bình, thôi, chuyện qua rồi, tôi cũng mong sau này ông hai trước khi làm gì nên suy nghĩ thật kỹ. Vâng vâng, thần y dạy trí phải, Bạch Triển Linh mỉm cười, hôm nay cậu vất vả rồi, mong cậu nhận chút lòng thành này. Ông ta dâng một tờ chi phiếu lên bằng hai tay, con số lớn khủng khiếp, những 20 triệu. Ngô Bình cũng không khách sáo mà nhận ngay cảm ơn. Thấy anh đã nhận tờ chi phiếu, Bạch Triển anh mới thở phào một hơi, ông ta chỉ lo Ngô Bình từ chối. Chương 169 ông đừng làm thế. Bạch Tử Quy nói, tiền đâu là gì, tôi muốn tặng cây linh thảo tam bảo này cho thần y Ngô. Ngô Bình rất ngạc nhiên, tặng cho tôi ư? Bạch Tử Quy gật đầu, nó vào tay tôi thì sẽ không thể phát huy được hết giá trị, nhưng thần y Ngô thì khác, nhất định cậu sẽ vận dụng nó một cách tốt nhất để giúp đời. Ngô Bình thoáng do dự, anh mới chỉ nói một chút về giá trị của cây thuốc này, thật ra công hiệu của nó còn hơn thế nhiều. Nếu dùng đúng cách thì nó có thể giúp một người dễ dàng tiến vào cảnh giới Tiên Thiên. Ngô Bình trầm mặc rồi hỏi, ông Bạch tiến vào cảnh giới Tiên Thiên lâu chưa? Cảnh giới Tiên Thiên tương đương với giai đoạn cuối của cảnh giới Hoàng, hay còn gọi là trúc cơ. Cảnh giới này rất quan trọng, nếu không củng cố vững chắc được thì không thể đột phá lên cảnh giới cao hơn. Bạch Tử Quy cười đáp, 7 năm rồi. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, tiên thiên còn có tên gọi khác là trúc cơ. Cách hít thở của ông Bạch rất lợi hại, nhưng lại không biết cách bồi dưỡng nên khiến thai tức yếu dần. Nếu tôi đoán không nhầm thì trong vòng 2 năm nữa, ông sẽ tụt khỏi cảnh giới này. Bạch tử quy tái mặt, ông cụ nhìn Ngô Bình chầm chầm rồi xua tay, mọi người ra ngoài hết đi. Tất cả mọi người rời đi, chỉ còn Ngô Bình ở lại. Bạch tử quy cười khổ nói, cậu Ngô đúng là thần nhân đúng là từ ba năm trước tu vi của tôi cứ thụt giảm dần ngô bình đây là do ông không biết cách bồi dưỡng phải bồi dưỡng thì mới củng cố tu vi được cuối cùng sẽ đến cảnh giới trúc cơ viên mãn và đột phá bước đầu cảnh giới tiên thiên bạch tử quy chắp tay nói xin cậu chỉ dẫn cho ngô bình bình thản nói vốn tôi không định nhiều lời đâu vì đây là số phận của mỗi người nhưng nếu ông đã tặng linh thảo tam bảo cho tôi thì tôi không thể để ông thiệt được sau đó Ngô Bình tiến lên truyền thụ cách bồi dưỡng thêm ba thang thuốc bổ trợ để Bạch Tử Quy dùng vào từng thời điểm khác nhau. Dược liệu trong thang thuốc của Ngô Bình đều rất đắt, nhưng nhà họ Bạch rất giàu nên không thành vấn đề. Nhận được chuyện thụ của Ngô Bình xong, mặt Bạch Tử Quy đỏ lên, ông cụ nhảy ra khỏi thùng thuốc rồi quỳ xuống trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình vội cản lại, ông đừng làm thế. Xong, Bạch Tử Quy vẫn quyết quỳ dưới đất, cả đời này tôi cũng không quên ơn cậu xin cậu nhận của tôi một lại. Bí pháp tu hành vô cùng quý, những chỉ dẫn của Ngô Bình như khiến Bạch Tử Quy sống lại. Chỉ có cách quỳ lại mới khiến Bạch Tử Quy bày tỏ được lòng cảm kích của mình. Ngô Bình lắc đầu nói, ông Bạch, ông mau về chỗ đi, bí truyền này là bí mật giữa hai chúng ta, ông đừng nói cho ai biết, kể cả con cháu của ông. Bạch Tử Quy đồng ý ngay, xin cậu yên tâm, nếu chưa được cậu cho phép thì tôi sẽ giữ kín như bưng. Bây giờ, Ngô Bình mới hài lòng nói, ông nghỉ đi, tôi xin phép. Sau khi về phòng mình, Ngô Bình phát hiện Tiết Thái Hổ vẫn đang ở đây, gã nhăn nhở bước tới nói cậu Ngô. Trường 170 tạm thời, tôi sẽ dùng số đó để trả nợ. Ngô Bình liếc gã rồi hỏi, sao ông vẫn chưa đi? Tiết Thái Hổ cười khà khà nói, tôi chờ để chào cậu đã rồi mới về. Từ quý phi ở cạnh đó cũng tủm tỉm nói, chú em, ông Tiết giờ phục chú lắm, còn thật lòng muốn kết bạn với chú đấy. Kết bạn ư? Ngô Bình tỏ vẻ khinh khỉnh, ông thấy mình có đủ trình không? Tiết Thái Hổ nghiêm chỉnh nói, tôi biết mình không xứng, nhưng tôi nguyện làm tay chân cho cậu, cậu chỉ đâu, tôi sẽ đánh đấy. Ngô Bình hừ một tiếng rồi ngồi xuống sofa, nói, ông hãy xẻ mấy tảng đá mà tôi mua ở chỗ ông hôm nọ đi, xem giá trị bao nhiêu, nói rồi, Ngô Bình ném chìa khóa cho Tiết Thái Hổ. Vâng chuyện này cứ giao cho tôi, tiết thái hổ lên tinh thần rồi lập tức sai người đi làm ngay. Khoảng nửa tiếng sau, đã có người mang đá đã được xẻ vào khách sạn. Tiết Thái Hổ liếc nhìn mà không khỏi giật mình rồi nói, gớm nhỉ. Chỗ phỉ thúy này ít cũng phải 70 triệu đấy. Trời, cậu ngô đúng là thiên tài cực ngọc. Tôi nhớ cậu chỉ mua tảng này mất 21 triệu thôi đúng không? Ngô Bình, 70 triệu này coi như tiền lãi tôi trả trước ông nhé. Tiết Thái Hổ cười nói, cậu Ngô, cậu đang coi thường tôi ư? Lãi là gì chứ, cậu cứ dùng thoải mái đi. Ngô Bình, con người tôi làm gì cũng phải rõ ràng, tôi đã nói là vay thì tôi sẽ trả, hay ông sợ tôi không trả được? Tiết Thái Hổ vội nói, không không, tôi không có ý đấy. Nếu cậu Ngô muốn trả lãi thì được, tôi sẽ cất chỗ phỉ thúy này đi. Tiền lãi một năm của 3.5 tỷ là 35 triệu, chỗ phỉ thúy này của Ngô Bình đủ trả lãi trong hai năm rồi. Tiết Thái Hổ đảo mắt nói, cậu ngô, cậu cực ngọc giỏi thật đấy. Hay hôm nào cậu đến miến điện với tôi đi? Ngô Bình nhìn gã, ông định rủ tôi đi mua đá à? Tiết Thái Hổ ra sức gật đầu, vâng, tôi kinh doanh phỉ thúy nên cần nhập hàng mà. Nếu cậu có thể giúp tôi chọn đá thì tôi có thể tiết kiệm cả đống tiền. Ngô Bình suy nghĩ, thấy mối làm ăn này khá được nên nói, được, nhưng ông phải chia cho tôi một nửa lợi nhuận. Tạm thời, tôi sẽ dùng số đó để trả nợ. Tiết Thái Hổ vỗ đùi nói, được, hôm nào cậu giản, chúng ta đi luôn. Ngô Bình, để tôi xem đã, khi nào xếp được thời gian tôi sẽ gọi cho ông. Được được, tôi chờ tin của cậu. Tiết Thái Hổ vẫn mặt dày ở lại thêm nửa tiếng nữa rồi mới ra về. Từ Quý Phi không nhịn được cười, Tiết Thái Hổ này đúng là có được giãn được. Ông ta thức thời như vậy, bảo sao mà thành vua của Biên Nam. Ngô Bình, người này cũng không tốt đẹp gì đâu anh, vì tiền nên em mới dính đến ông ta thôi." Từ Quý phi cười nói, nhưng dù sao thì Tiết Thái Hổ cũng rất có tính nhẫn nại, nếu cậu thu phục được ông ta thì tốt đấy. "Ngô Bình, để em xem đã." Sau đó, anh nói tiếp, "Anh ba, mai mình về đi, anh vẫn còn việc ở Vân Kinh." Từ Quý phi gật đầu, "Ừ, về thì về. Chương 171 để gặp được cậu thì thế cũng đáng." Hôm sau trời vừa sáng thì Ngô Bình đã lên máy bay về Vân Kinh rồi. Khi người nhà họ Bạch và Tiết Thái Hổ đến sân bay thì máy bay đã cất cánh. Về tới Vân Kinh, Ngô Bình đến nhà họ đường trước, từ Quý Phi thì về nhà mình. Lúc chào tạm biệt nhau, từ Quý Phi mời Ngô Bình đến nhà mình ăn tối và anh đã đồng ý. Đường Minh Huy thấy hai người bình an trở về thì thở phào một hơi, ông ấy đã bán hết phỉ thúy đi rồi, ông ấy bán được hơn 10 tỷ, lãi hơn 1 tỷ. Ngô Bình được chia hơn 4 tỷ, thêm 3.5 tỷ anh vay của Tiết Thái Hổ nữa là anh đã có hơn 10 tỷ. Anh chuyển 10 tỷ cho Đường Tử Di để đầu tư vào Vinh Bạch Long. Số còn lại cộng thêm tiền chữa bệnh mà nhà họ Bạch trả là anh còn gần 300 triệu. Nhưng thực tế thì anh vẫn đang nợ Tiết Thái Hổ 3.5 tỷ. Đường Tử Di và Ngô Bình chính thức ký hợp đồng, trước khi thi công ký tiếp với Trác Khang nữa là xong. Tiếp theo chỉ chờ nhà họ Lư bán Vịnh Bạch Long là dự án khởi công được rồi. Ăn trưa ở nhà họ đường xong, Ngô Bình rảnh rỗi nên đã đến viện xem tình hình của nhiếp Sơn Hà. Trước khi đi, anh đã châm cứu cho ông ta một lúc, sau đó bao nhiếp chuẩn đi mua thuốc. Nhà họ nhiếp dồn toàn lực đi gom, cuối cùng thì hôm qua cũng đã mua đủ rồi điện cho Ngô Bình. Khi đến phòng bệnh, Ngô Bình phát hiện sắc mặt của nhiếp Sơn Hà rất kém nhiếp chuẩn chạy tới nói, cậu ngô, cậu đến rồi. Ngô Bình nói, đi sắc thuốc đi. Vâng, nhiếp chuẩn vội dặn người đi làm ngay. Ngô Bình đi tới cạnh nhiếp Sơn Hà rồi đặt một đồng xu trên mi tâm của ông ta. Anh đã khai quang đồng tiền này ở chùa nên nó đã có sức mạnh của đạo Phật, vì thế ngay khi tiếp xúc với nhiếp Sơn Hà, nó đã hấp thu hết ám khí trong người ông ta ngay. Nhiếp Sơn Hà chợt mở mắt rồi ra sức kho khan, sau đó nhổ ra một cục đầm đen xì, bấy giờ người mới tỉnh táo lại. Ông ta nhìn Ngô Bình rồi cười nói, cậu là cậu Ngô Ư. Ngô Bình nhìn ông ta, ông biết tôi à? Nhiếp Sơn Hà cười lớn nói, nửa tháng trước, tôi bấm một quẻ, quẻ phán tôi phải đến Vân Kinh một chuyến để giúp người nhà họ lư làm một việc nguy hiểm thì mới gặp được quý nhân. Ha ha, vì thế tôi đã không màng nguy hiểm mà tới đây, không ngờ gặp được cậu thật. Ngô Bình ngạc nhiên, nhiếp sơn hà tài thật, thế mà cũng đoán ra anh. Anh hỏi, ông không sợ tính nhầm rồi chết ở vịnh Bạch Long à? Nhiếp sơn hà nói, tôi đã tính rồi, tôi có cơ hội sống sót. Ngô Bình lắc đầu, lấy sinh mạng ra để đánh cược là một việc rất ngu xuẩn. Nhiếp sơn hà nghiêm giọng nói, để gặp được cậu thì thế cũng đáng. Ông ta giơ tay cầm lấy đồng tiền trên chán mình rồi ngạc nhiên nói tiền phép. Còn khai quang rồi nữa, nó có sức mạnh của Phật Pháp rồi. Ngô Bình, đúng là tiền phép, không thì sao có thể đẩy hết ám khí trong người ông đi nhanh vậy được. À, ông nghĩ đủ mọi cách để gặp tôi làm gì. Nhiếp Sơn Hà thở dài, cậu Ngô, tôi đã gây ra họa lớn, cần một người có bản lĩnh giúp. Ngô Bình tò mò, một nhân vật lớn như ông thì có gì không giải quyết được. Nhiếp Sơn Hà cười khổ, sau đó kể lại mọi chuyện cho Ngô Bình nghe chương 172 nhưng quẻ bói nói là cậu có cách mà. Nhiếp Sơn Hà vốn là một người tinh thông bói toán nên rất nổi tiếng ở Cảng Thành, ông ta vừa giàu vừa có nhiều mối quan hệ, đứng trên nhiều người. Nhưng Nhiếp Sơn Hà vẫn chưa hài lòng, ông ta muốn con cháu mình được hưởng phúc đời đời, vì thế ông ta muốn tìm cho mình một địa điểm lý tưởng nhất để xây mộ. Do đó, ông ta bôn bá khắp các ngọn núi suốt 3 năm để tìm nơi có phong thủy đẹp nhất. Cuối cùng trời không phụ lòng người, một tháng trước, Ông ta đã tìm thấy một huyệt chân long. Đây là một loại huyệt rất hiếm có, hơn nữa còn mờ ảo rất khó tìm. Vì thế từ xưa đến nay, chỉ có những người có địa vị thật cao quý như vua chúa, tướng lĩnh mới có thể tìm được huyệt này. Nhiếp Sơn hà mừng rỡ, lập tức bao trọn ngọn núi, chuẩn bị xây một phần mộ cho mình để gây tiếng vang cho thế hệ sau. Nhưng ai ngờ, ngay sau ngày động thổ, người ta đã đào được một cái hố đen ngòm sâu không thấy đáy ở đây. Lúc đó có hắc khí bay lên, lập tức cuồng phong nổi dậy, sấm chớp đùng đoàn mất tiếng đồng hồ mới ngừng. Nhiếp Sơn Hà thấy không ổn nên gieo ngay một quẻ, sau đó ông ta đã sợ thắt tim lại rồi tái mét mặt. Quẻ này cho biết, ông ta vừa mở đường Hoàng Tuyền. Từ xưa đến nay, khi nào đường Hoàng Tuyền mở thì sẽ có đại loạn. Nhiếp Sơn Hà đại họa sắp ập tới, nhưng không dám nói cho bất kỳ ai biết, hy vọng cầm cự được ngày nào hay ngày ấy cho đến khi ông ta gieo quẻ có một quý nhân xuất hiện thì ông ta mới không màng nguy hiểm đi tìm Ngô Bình. Ngô Bình nghe xong thì chỉ im lặng. Trong truyền thừa của miếng ngọc bội không chỉ có vô đạo và trận pháp, mà còn nhiều thứ khác nữa, nó cũng có giới thiệu sơ qua về đường Hoàng Tuyền. Đại khái là có nhiều người chết ở một nơi nào đó trong một khoảng thời gian ngắn, oán hận không tan biến nên hình thành một kết giới, hiểu đơn giản hơn thì nó chính là địa ngục hoặc cõi âm. Một khi đường Hoàng Tuyền hình thành thì sẽ có yêu ma mướn cơ đó để tác quái, gây hại cho nhân gian. Thời cổ đại, nước viêm long từng một lần đại loạn cũng vì hình thành đường Hoàng Tuyền. Ví dụ như Hoàng Cân Quân cuối đời Đông Hán, đại dịch cái chết đen của Europa, thập tử quân Đông Trinh, Thái Bình quân khởi nghĩa. Việc làm đầu tiên khi một Hoàng Triệu mới thành lập là phong ấn đường Hoàng Tuyền, như vậy thiên hạ mới có thể Thái Bình có lẽ nhiếp sơn hà đã chẳng may mở con đường đã bị phong ấn này đại họa sắp ập tới rồi thấy ngô bình im lặng nhiếp sơn hà vội hỏi cậu ngô cậu có cách gì không ngô bình cao mày muốn xử lý đường hoàng tuyền này thì cần cả nước góp sức phải tập trung các cao nhân lại thì mới phong ấn nó được vậy thì tôi làm được gì chứ nhiếp sơn hà tái mặt nhưng quẻ bói nói là cậu có cách mà ngô bình cười lạnh nói xem ra quẻ của ông không chuẩn rồi nhiếp sơn hà khẽ thở dài một hơi vậy tôi khó sống được rồi ngô bình trầm ngâm một lát rồi hỏi đường hoàng tuyền ở đâu nhiếp sơn hà đáp phía nam núi thanh long của huyện long ông ta nói chi tiết địa chỉ ngô bình suy nghĩ rồi nói tôi có thể nói cho ông biết cách xử lý nhưng tôi sẽ không tham gia còn có thành công hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào ông nhiếp sơn hà mừng rỡ rồi nói ngay xin cậu chỉ bảo chương 173 anh Ngô, đây là nhà anh ạ. À. Ngô Bình ngập ngừng rồi nói, ông hãy tìm một di vật của thánh nhân. Khi nào tìm được thì tôi sẽ dạy ông cách trấn áp đường Hoàng Tuyền. Nhiếp Sơn Hà hỏi, cậu Ngô, có thể trấn áp được bao lâu? Ngô Bình, nếu không có ai phá đám thì cả trăm năm cũng là. Nhưng sau đó thì để người đời sau xử lý tiếp. Nhiếp Sơn Hà vội đứng dậy rồi chắp tay với Ngô Bình, cảm ơn cậu Ngô đã chỉ bảo. Ngô Bình, ông lại tôi cũng vô dụng thôi, tôi không bớt một đồng tiền khám chữa nào đâu. Nhiếp Sơn Hà bật cười, vâng vâng. Ông ta gọi Nhiếp chuẩn vào rồi bảo đưa cho Ngô Bình một tờ chi phiếu 20 triệu, nói chung cũng khá chịu chi. Ngô Bình không khách sáo mà nhận rồi rời đi luôn. Anh thật sự không muốn can dự vào chuyện đường Hoàng Tuyền, vì một khi sơ suất là mang tội lớn như chơi. Xong, anh sẽ thu xếp thời gian để tới đường Hoàng Tuyền một chuyến để tìm một bảo bối. Vừa rời khỏi bệnh viện, Ngô Bình đã nhận được điện thoại của Lâm Băng Tiên, hai mẹ con cô ấy đang trên đường đến Vân Kinh. Vốn anh định dẫn hai mẹ con Lâm Băng Tiên đến Vân Kinh cùng, nhưng do thời gian quá gấp gáp nên anh phải đi trước, sau đó gọi cho Lâm Băng Tiên bảo họ đến sau. Hơn 3 giờ chiều, Ngô Bình bảo cương tử đến bến xe đón hai mẹ con Lâm Băng Tiên. Sau đó, chiếc xe đi thẳng đến một căn biệt thự ở Sơn Trang Thái Khang. Căn biệt thự này đã lắp đủ trang thiết bị từ lâu, hôm nay chỉ cần dọn sơ qua là như mời rồi. Khi hai mẹ con Lâm Băng Tiên đến biệt thự thì thấy Ngô Bình đã chờ sẵn rồi. Đây cũng là lần đầu Ngô Bình tới đây, anh thấy điều kiện ở nơi này khá tốt, đúng là nhà hàng sang có khác. Sau khi nhìn thấy căn biệt thự này, Lâm Băng Tiên ngơ luôn, anh Ngô, đây là nhà anh ạ. Ngô Bình, ừ, sau này hai mẹ con cô cứ sống ở đây, dẫu sao để không cũng phí. Lâm Mỹ Kiều vội xua tay, không không, nhà lớn thế này chúng tôi không ở được đâu. Chắc đồ đạc trong nhà cũng phải mắc lắm. Ngô Bình cười nói, mấy thứ đó có trong giá mua nhà cả rồi, muốn tiết kiệm cũng không được. Và lại, nhà mà không có người ở sẽ nhanh sập sệ lắm. Hai mẹ con Lâm Băng Tiên đưa mắt nhìn nhau, Lâm Băng Tiên nói, anh Ngô, em vẫn thấy không ổn, nhà này lớn quá, hay anh cho thuê đi, mẹ con em kiếm đại chỗ nào ở cũng được ngô bình cười nói băng tiên chúng ta đã ký hợp đồng rồi tôi bảo cô ở thì cô cứ ở đi lâm băng tiên thoáng do dự nhưng hai mẹ con em chỉ ở tạm một thời gian để trông nhà giúp anh thôi nhé ngô bình ừm cô chuẩn bị đi mấy hôm nữa là có giấy báo nhập học đấy lâm băng tiên từng học ở nhạc viên vân kinh nhưng phải nghỉ học vì mẹ mất việc nhờ có ngô bình mà mấy hôm trước cô đã được nhận học lại để hoàn thành giấc mơ của mình Trời vừa tối, Ngô Bình đã đi tìm Từ Quý phi uống rượu, sau khi đến nhà Từ Quý phi, anh phát hiện ông Tư Từ Thúc Khiêm cũng đang ở đây. Chương 174 nếu vậy thì em sẽ cố gắng hết sức. Từ Thúc Khiêm là thị trưởng Vân Kinh, nhờ ông ấy mà Từ Quý phi và Trác Khang mới có chỗ đứng vững chắc ở nơi này. Ha ha, cậu Ngô đến rồi đấy à, chúng tôi chờ cậu mãi, Từ Thúc Khiêm cười nói. Từ Quý phi, chúng mau ngồi đi, đồ ăn sắp lên rồi. Chúng ta làm vài chén trước đã, nói rồi, ông ấy bê một vò rượu Mao Đài lâu năm ra, vừa mở nắp, hương thơm đã tỏa ra ngào ngạt. Ngô Bình sáng mắt lên nói, rượu thơm quá. Từ Quý Phi cười nói, rượu này ủ cả trăm năm rồi đấy, đố chú mua được ngoài thị trường luôn. Từ Thúc Khiêm giành lấy vò rượu rồi nói, để em rót cho cậu Ngô. Ông ấy rót cho Ngô Bình một bát đầu, nhưng không rót ra ngoài giọt nào rót rượu xong ba người cũng nâng bát rồi uống non nửa rồi suýt xoa rượu ngon ngô bình không tiếc lời khen vò rượu này bằng cả trăm chai rượu nếp cái ấy anh nhỉ từ thúc khiêm cũng tầm đó rượu nếp cái ủ trăm năm có giá hơn chục nghìn nhưng một bát rượu này của mình đã có giá ấy rồi từ quý phi đã uống thì phải uống loại này chú em chắc khang kiếm cho anh hai mươi vò lát anh sẽ cho chú vài vò nhé từ thúc khiêm chừng mắt nói anh ba còn em thì sao? Từ quý phi, nếu vào này mà chúng ta uống không hết, anh sẽ cho chú mang về. Từ thúc khiêm cạn lời, có mỗi vào này làm gì mà không uống hết được, ông anh ruột này đúng thật là. Trò chuyện vui vẻ một lúc, từ thúc khiêm bắt đầu nói vào chuyện chính, cậu ngô, y thuật của cậu thật tài tình, đến anh ba tôi cũng không hết lời khen. Ngô Bình, ông Tư quá khen rồi. Từ thúc khiêm cười nói, hôm nay tôi đến là có việc nhờ cậu giúp ngô bình đặt bát rượu xuống rồi nói ông tư cứ nói từ thúc khiêm lần trước anh cả tôi đã nhắc đến ông triệu với cậu vốn ông ấy còn định ở lại đây mấy ngày nhưng bệnh của ông ấy đột nhiên trở nặng nên chắc ngày kia là phải về rồi vì vậy ngày mai phiền cậu đến đó một chuyến để khám cho ông ấy giúp tôi được không ngô bình đã đồng ý chuyện này với từ bá nhân rồi nên anh nói ngay được chứ từ thúc khiêm cười nói vậy phiền cậu rồi Ngô Bình biết ông Triệu đó có thân phận không đơn giản, anh hỏi, nếu tôi chữa khỏi bệnh cho ông Triệu đó thì nhà họ từ mình có được lợi gì không? Từ Quý Phi cười nói, nếu chú làm được như thế thì nhà anh sẽ được ông Triệu ủng hộ. Anh cả anh sẽ được thăng quan tiến chức, chú tư nhà anh cũng một bước lên mây, tiền đồ rộng mở. Ngô Bình gật đầu, nếu vậy thì em sẽ cố gắng hết sức. Nếu anh đã gọi từ quý phi là anh ba thì việc của nhà họ từ cũng như việc của anh. Ba người ngồi uống với nhau đến hơn 10 giờ, Từ Thúc Khiêm đã gục nên được người đỡ về phòng nghỉ ngơi. Ngô Bình và Từ Quý Phi vẫn còn tỉnh táo, nhưng cũng ngà ngà say rồi. "Từ Quý Phi, Ngô Bình, bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ bế quan. Chờ khi nào xuất quan, chắc anh sẽ đột phá đến cảnh giới thần viên mãn rồi." Ngô Bình gật đầu, "Em chúc anh đột phá lên tiên thiên luôn." Từ Quý Phi cười lớn nói, "Tiên thiên thì xa vời quá, tạm thời anh chưa dám mơ tới." chương 175 em biết xem tướng. Sau đó, ông ấy nói, hôm nay, Bạch Triển Linh đã gọi cho anh, giọng điệu có vẻ nịnh nọt lắm. Ha ha, ai mà ngờ ông hai nhà họ Bạch lại hạ mình đến thế chứ? Ngô Bình, dạ, ông ta bảo sao anh? Từ Quý Phi thì vẫn muốn nghe ngóng về thân phận của chú thôi, đương nhiên anh không tiết lộ gì cả, mà chỉ tâng bốc chú lên tận mây xanh thôi. Bạch Triển Linh bị anh dọa cho sợ hết hồn, ông ta kêu khi nào có cơ hội sẽ đích thân tới cảm ơn chúng ta đã đến Thanh Thành chơi đấy. Ngô Bình nói, sau này, anh ít qua lại với nhà họ Bạch thôi. Từ quý phi ngẩn ra, chú nói vậy là sao? Ngô Bình, hôm trước, vừa gặp Bạch Tử Quy, em đã thấy vận khí của nhà họ Bạch đang đi xuống, chắc chỉ vài ba năm nữa là lụi bại. Nhưng ông ta đã tặng em một cây linh thảo tam bảo nên em cũng chỉ dẫn cho ông ta vài câu, để ông ta có thể củng cố tu vi đến cảnh giới tiên thiên viên mãn từ quý phi, nói vậy là nhà họ sẽ không sao nữa ư. Làm gì có chuyện đó, Ngô Bình lắc đầu, cùng lắm là 10 năm nữa, nhà họ sẽ xa suốt thôi. Sao chú nhìn ra được, từ quý phi kinh ngạc hỏi. Ngô Bình cười đáp, em biết xem tướng. Thật ra, đôi mắt xuyên thấu của Ngô Bình có thể nhìn thấy quỷ thần, phong thủy, âm dương nên đương nhiên anh cũng nhìn được vận mệnh của con người. Bỗng anh nhìn thấy ai là lạ thì một là vận mệnh của họ tốt, hai là ngược lại ngoài ra truyền thừa của miếng ngọc bội còn có ghi chép cặn kẽ về bói toán nhưng anh chưa nghiên cứu sâu từ quý phi gật đầu chú đúng là cao nhân được kết giao với chú đúng là vinh hạnh của anh nào cạn tối đó từ quý phi và ngô bình đã tỉ thí võ nghệ đến tờ mờ sáng sau đó mới đi nghỉ sáng hôm sau ăn sáng xong ngô bình và từ thúc khiêm đã đi đến chỗ ở của ông triệu tại tỉnh buổi trưa họ đã đến một căn nhà cổ lúc này có mấy người đang ngồi trong phòng khách. Một người đàn ông cao tuổi nhất buồn phiền nói, thần y vạn chưa đồng ý à? Một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi lắc đầu đáp, thần y vạn là một tông sư cảnh giới thần nên danh giá lắm, em đã cho người đi 13 lần rồi, nhưng ông ấy cứ bắt mình chờ mãi, bảo đang có việc bận. Người kia nổi giận nói, có chuyện gì quan trọng hơn mạng sống con người chứ? Thần y vạn này có lai lịch thế nào mà dám coi thường nhà họ triệu chúng ta như vậy? anh, người trong giang hồ là vậy mà, anh thức làm gì, để em cho người đi dục tiếp, người đàn ông ngoài 50 tuổi nói xong thì đi ra ngoài. Ông kia nghiến răng nói, lần này, bố mình bệnh nặng, chắc lắm kẻ vui lắm đây. Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng phải chữa khỏi bệnh cho bố. Sau đó, ông ta chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh nhớ nhà họ từ ở tỉnh nói sẽ giới thiệu một thần y đến đây, sao chưa thấy đâu nhỉ. Hai người khác đưa mắt nhìn nhau, một người nói anh em chỉ e người mà họ giới thiệu cho mình không giỏi bằng thần y vạn thôi người đó vừa nói xong đã có người vào bẩm báo thưa ông từ bá nhân và từ thúc khiêm xin gặp ạ hả họ thiêng thật đấy cho vào đi thoáng cái ngô bình đã đi theo từ thúc khiêm và từ bá nhân vào phòng khách anh liếc mắt nhìn thì thấy ở đây đều là người không đơn giản nhất là người đàn ông cao tuổi nhất kia trông ông ta rất có khí thế vừa nhìn đã biết là không tầm thường Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khết tập 8.